Thì hôm nay là cái buổi lễ tổng kết đồng hồ các bảy, những bà con nào mà đang tò mò theo những cái dạng là bao nhiêu liệu trình, có uống thuốc không, rồi có bắt tập mỡ mật ra chạy 500 cây số, hay là rồi có dùng phương pháp có thuốc không, hay là có bùa không, hay là có gì không, rồi phương pháp vô đây đi một lần xử luôn. Rồi thế thì hôm nay chúng ta cũng sẽ bắt đầu như thường lệ là chúng ta sẽ phỏng vấn một số bạn và báo cáo tổng kết về cái chương trình của chúng ta, để cho các bạn có thể thấy được là chúng ta đã đi qua cái lộ trình như thế nào, để rồi từ đó các bạn biết được hơn về đồng đội của mình, về tổng chương trình cũng như là cái chương trình đồng hồ cát chúng ta mà các bạn tham gia nó đã làm được cái gì cho tất cả các thành viên. Rồi như các bạn nhìn thấy trên cái màn hình không? Để mình làm sao để nhìn cho nó rõ rõ cho các bạn tí xíu. Rồi chương trình đồng hồ cát 7 của chúng ta, riêng đồng hồ cát 7, cái này báo cáo chỉ riêng đồng hồ cát 7 nha, report chỉ là cái này thôi. Thì chúng ta tổng giảm là 1.080 kg. Tôi tính là 1.100 kg là tôi tặng hết cho mỗi thành viên một cái bút kem luôn, tại không đủ cho nên thôi chịu. Đây, chọc các bạn chơi thôi. 1.080 kg đồng hồ các bảy đã giảm được, tổng giảm tròn quay luôn. Số lượng thành viên là 375 thành viên. Tuổi bao gồm từ 19 tới 71 và quốc gia thì có khoảng 19 nước đã tham gia vào đăng ký vào đồng hồ các bảy. Về thành tích của nhóm thì chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên. Chúng ta có tổ 10 giảm được 31 kg 36, tổ 5 48 kg 7, tổ 9 48 kg 9, tổ 14 được 53 kg 8, tổ 6 56 kg 4, tổ 8 57 kg 5, tổ 11 57 kg 8, tổ 3 64 kg 4, tổ 1 75 kg, tổ 4 81 kg 95, tổ 12 84 kg 8, tổ 13 88 kg 1, tổ 2 100 kg 15. Chúc mừng tổ 2. Tổ 16 100 kg 57, tức là thắng tổ tổ 2. Tổ 16 thắng tổ 2 nhích lên một hạng chỉ nhờ được 420 gram thôi. Cả tổ đua 420 gram. Và tổ 7 là tổ giảm nhiều nhất, cũng là tổ đi xa nhất và là tổ phá tổ 2 và tổ 3 rất là xa. Và tất cả các bạn còn lại là tổ 7 với tổng giảm là 131 kg và 60 gram. Trời ơi, chúc mừng tổ 7. Cái tổ 7 này ngay từ đầu là đi là nhổ neo là đi luôn, không có ai đu đeo được kịp luôn. Cho nên tổ 7 là tổ mà coi như là cô đơn luôn á, người thành công luôn cô đơn là vậy á. Đi 100 giảm 131 kg, mà tổ 2 và tổ 3 là mỗi tổ chỉ 100 kg thôi. Bạn tưởng tượng 31 kg mà một tổ đó có khoảng chừng 20 thành viên. Bạn tưởng tượng mỗi người trong tổ 7 là hơn mỗi người trong tổ về nhì nha, chưa nói tới tổ cuối cùng, là mỗi người hơn 1,5 kg trung bình á. Trời ơi kinh khủng, một cái tổ về nhì đâu phải vừa đâu, tổ về nhì là 100 kg 20 người, mỗi người giảm trung bình 5 kg trong cái tổ về nhì và tổ về ba đó. Vậy mà ổng bứt luôn cái tổ đó, kinh thật. Mọi người nghĩ lại, trung bình một người 6,5 kg trong một tổ, bạn tưởng tượng cái đó là con số oh my god, tổ này ghê thiệt, trong cái tổ này nguy hiểm. Rồi đó là thành tích tổ và mình chúc mừng tất cả các bạn à, và đặc biệt là chúc mừng tổ 7 vì tổ 7 có cái thành tích rất là thành công cho các thành viên trong tổ. Rồi trong phần mà thành tích cá nhân thì chúng ta chỉ đọc và chỉ công bố 25 bạn đứng đầu thôi, đọc 375 người chắc sớ tao quần đọc chắc tới sáng luôn á. Bạn về hạng thứ 25 là bạn Diệp Nguyễn, đồng hồ cát 471, giảm được 7 kg 3. Bạn hạng 24 là Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Thủy, đồng hồ cát 485, giảm được 7 kg 4. Đồng hạng luôn, hạng 23 là bạn Phạm Thị Lan Anh, đồng hồ cát 366, giảm được 7 kg 4. Bạn hạng 22 là bạn Tú Nguyễn, hay là Tu Nguyễn đó, đồng hồ cát 489, giảm được 7 kg 45. Bạn về hạng 21 là bạn Phạm Thị Cúc, đồng hồ cát 245, 7 kg 5. Bạn hạng 19 là bạn Thoa Đoàn, cũng có ngôi sao may mắn, đồng hồ cát 457, giảm được 7 kg 6.
Đồng hạng 19 là bạn Thảo Trần, đồng hồ các năm 31 cũng 7,6 kg, actually hai người đó đồng hạng 17. Đồng hạng 17 kế tiếp là bạn Vũ Hằng Huỳnh, mở ngoặc kiến lửa, à chắc là cái nick, đồng hồ các 242 giảm 7,6 kg. Và đồng hạng 17 cuối cùng là bạn Ngô Thiên Anh, đồng hồ các 633 cũng giảm 7,6 kg. Tiếp tục hạng số 16 là bạn Trần Thị Mỹ Linh với thành tích là đồng hồ các 615 với thành tích là 7,75 kg. 7,75 kg có nghĩa là mỗi ngày giảm 250 g đó các bạn nha. 30 ngày ra khoảng 7,5 kg. 7,75 kg, tất cả những bạn đó là nãy giờ là trung bình một ngày khoảng 250 g đều 30 ngày đó. Bạn hạng thứ 15 là bạn Như Trần, đồng hồ các 040 giảm được 7,9 kg, đồng hạng luôn với bạn là bạn Phương Lương, đồng hồ các 485 giảm 7,9 kg. Bạn Nguyễn Thị Thanh Thiện hạng 13, đồng hồ các 029 giảm 8,3 kg. Bạn Kiều Phương hạng 11, đồng hồ các 301 giảm 8,5 kg. Đồng hạng 11 là bạn Phạm Thanh Hoa, đồng hồ các 025 cũng giảm 8,5 kg. Bạn Hoàng Tuấn Minh về hạng 10, đồng hồ các 364 về hạng 10 với thành tích là 9,7. 9,7 có nghĩa là mỗi ngày 317 gram. Mỗi ngày 317 gram. Wow. Bạn Mai Thị Kim Đồng về hạng đồng hồ các 273 về hạng 9 với tổng giảm là 9,8 kg, có nghĩa là mỗi ngày 832 là 328 gram. Bạn Thủy Phan đồng hồ các 247 về hạng 8 với tổng giảm tròn 10 kg là hạng 7, đồng hạng luôn với hạng 7 là bạn Tâm Phạm, đồng hồ các 173 giảm 10 kg. 10 kg có nghĩa là mỗi ngày 333 gram. Ngồi nhẩm ra cho các bạn thấy mỗi ngày. Bạn Ngọc Nương, ngôi sao may mắn, tức là có đăng ký là ngôi sao hy vọng, xin ngôi sao hy vọng, ngôi sao may mắn là trong cái chương trình khác, đồng hồ các 528 nào, nó ngôi sao may mắn là của Huy Cường ở trong bút kem chân dung người phụ nữ quyến rũ, ngôi sao may mắn cái này, ngôi sao hy vọng. Bạn bạn Ngọc Nương đồng hồ các 528 về hạng 6 với tổng giảm là 10,5 kg. Holy moly. Bạn Phạm Thị Thanh Trúc cũng ngôi sao hy vọng, đồng hồ các 201 về hạng 5 với tổng giảm 10,9 kg, tức là 363 gram một ngày á. Bạn Diệp Võ, Mimi Võ về hạng 4 cũng là đăng ký ngôi sao hy vọng, đồng hồ các 480 Diệp Võ, tổng giảm 11,45 kg. Oh, wow. Cao thủ ngang cao thủ nha. Bạn về hạng 3 là bạn Nguyễn Ngọc Trinh, đồng hồ các 002, một trong những người đăng ký sớm nè, của tổ 2 với thành tích 13 kg 200 gram. Wow, chúc mừng Ngọc Trinh. Bạn về hạng 2 là đồng hồ các 374 Huỳnh Thị Kim Loan. Kim Loan tên này là tên của cái điện mà của mấy ông vua á, Kim Loan điện, nghe đâu trong phim nào đó. Bạn về hạng nhì của chương trình cái tổng giảm là 13,4 kg. Chúc mừng Kim Loan. Và người giảm nhiều nhất, bứt phá, vượt qua được rất là nhiều thử thách, vượt qua được tất cả những cái phàn nàn, vượt qua được tất cả những cái khó chịu trên cơ thể, ít hay nhiều chúng ta chưa phỏng vấn, nhưng mà chắc chắn là phải có những cái nỗ lực. Và so với những người mà cũng muốn giảm cái số cân đó nhưng không làm được, thì bạn đó đã làm được cái điều mà người khác muốn làm mà không làm được đó. Đó là bạn Lê Thị Bích Ngọc, đồng hồ các 623 đã đạt giải nhất, của bạn của tổ 4 đã đạt giải nhất và tổng giảm là 14,7 kg. Tôi cũng không biết bây giờ chia ra là bao nhiêu nữa, nhưng mà thiếu 10 gram nữa là mỗi ngày 500 gram, có nghĩa là 30 gram mỗi ngày gram. 310 đô, cái 490 gram mỗi ngày. Bạn lấy 490 gram bạn nhân lên cho 30 ngày, cho nên là bạn Lê Thị Bích Ngọc mỗi ngày giảm đều đặn 490 gram trung bình mỗi ngày. Và như tất cả các bạn mà trong đồng hồ các 7 thì chúng ta biết rằng đó là một cái cách giảm cân an toàn, chứ không như một số bạn mà vì chưa có kiến thức và chưa có kinh nghiệm
cũng chưa bao giờ nhìn thấy, cho nên cứ nghĩ giảm như vậy là sắp sửa vô nhà thương cho ông sếp. Chúc mừng tất cả các bạn có thành tích, và đặc biệt là những bạn về đầu, đặc biệt là bạn Lê Thị Bích Ngọc. Chúc mừng Bích Ngọc 14 ký 7, một cái thành tích, một cái kết quả mà mình nghĩ tất cả những bạn đó đều cảm nhận được ngay trên thân thể của các bạn, ngay trong cái cảm giác của các bạn, chứ không phải là chúng ta phải nói ra ở đây để cảm nhận được điều đó. Chính các bạn sống trong cái cảm giác hạnh phúc đó. Chúc mừng các bạn nha. Bây giờ chúng ta tới cái phần phát giải, và đây là cái phần mà kêu là đe dọa cái việc cầm xe nhất. Có nghĩa là giải nhiều quá thì phải cầm xe, như có hai chiếc đi thì láng chán là phải cầm, nhưng mà may quá vẫn chưa tới nổi. Chúng ta sẽ phát những cái giải mà những cái đội mà đạt được cái giải cảm hứng đồng hồ cát, biết sao đặt tên hứng thú gì đây không biết, là cảm hứng nghe sao thấy suy nghĩ đâu, cái ý nó đi đâu quá nhỉ, cảm hứng. Ok, giải cảm hứng đồng hồ cát thì những bạn nào mà đạt được cái giải này là được cái voucher 1 triệu. Voucher 1 triệu có nghĩa là nó giống như 1 triệu tiền mặt vậy đó, nhưng mà con cái là chỉ xài được ở cái quầy những cái sản phẩm của ông Tuấn Lê thôi, nói vậy cho nó rõ, mua gì cũng được. Ok, lấy 1 triệu đăng ký cái gì cũng được. Rồi đây là những bạn mà đạt được cái giải cảm hứng nè. Bạn đồng hồ cát 488 của tổ 3 Dung Tinh Tấn, bạn xếp hạng 8. Bạn tổ 1 bạn Cẩm Hà đồng hồ cát 218, bạn xếp hạng 7. Bạn Hồng Hiếu đồng hồ cát 335 của tổ 4, bạn xếp hạng 6. Bạn Lan Navy đồng hồ cát 208 tổ 12, bạn xếp hạng 5. Bạn Hương đồng hồ cát 030, đúng từng đúng tên nha, đúng cái mã số, em không phải nghe nó Hương nữa, em cũng Hương đâu. Hương đồng hồ cát 030 tổ 13, bạn xếp hạng 4. Bạn Tâm Tâm đồng hồ cát 173 của tổ 2, xếp hạng 3. Bạn Bích Phượng, xin giống giống tên giống bác sĩ Phượng vậy, đồng hồ cát 269 tổ 16, xếp hạng 2. Và bạn Thiện đồng hồ cát 029 tổ 7, xếp hạng nhất, nhưng mà bạn được cái giải nhất đồng đội, cho nên là hình như bạn được cái món quà hình như và giải thưởng lớn hơn, cho nên là ở đây không có ghi ra. Rồi tới giải thứ hai là cái giải bình an, là đội cảm hứng rồi, giờ bình an nữa ha. Ok rồi, bình an đồng hồ cát, đặt tên cũng nguy hiểm ghê ha, là 10 bạn trong top giảm cân nhiều nhất. Bạn những bạn này được tặng lớp Zoom khoa học thiền và nền tảng sống miễn phí. Thì những bạn này là do một mạnh thường quân là Quỳnh Trang, Quỳnh hình như là Vũ Quỳnh Trang, nếu anh nói lộn tên đừng giận anh nha, họ không nhớ rõ lắm à, mình nhớ tên đây tại vì tên người nhiều quá. Thì Quỳnh Trang là một bạn mà đã từng tham gia ở những khóa đồng hồ cát trước, và bạn vẫn gắn bó với đồng hồ cát mặc dù đã về đúng cân. Bạn đã có một cái vóc dáng thay đổi rất là đẹp, và Quỳnh Trang rất là nhiệt tình ở trong những cái chương trình đồng hồ cát sau. Bạn ấy tài trợ cho rất nhiều chương trình đồng hồ cát, mỗi chương trình đồng hồ cát bạn tài trợ khoảng 10 suất học khoa học thiền và nền tảng sống. Và bạn cũng là những tham gia vào chương trình để mà làm tổ trưởng rồi tạo động lực cho các bạn. Bạn cũng là một người rất là xông xáo ở trong những cái kem, bạn nó khuyến khích mọi người nên đi, và cái hành động, cái mà sự khuyến khích của bạn ấy, nó không phải chỉ là cái lời nói không, mà bạn nó có cái sự tài trợ, tức là bạn nó rất muốn cho những bạn mà chưa chạm được tới cái phần mà biết cái phương pháp chữa lành mà thực sự có kết quả rất là hiệu quả trong cái chương trình khoa học thiền và nền tảng sống, hay là đi cái bootcamp chữa lành đó. Cho nên là bạn ấy không phải chỉ là cái lời khuyên của một người trải nghiệm, mà bạn ấy đóng góp cả về cái tài chánh của bạn ấy cho mọi người. Nó chứng tỏ là cái khao khát đó nó không phải dừng lại ở cái ý không, mà đó là cả cái đánh đổi của bạn ấy. Thì những bạn đó được cái giải thưởng, những bạn được cái giải thưởng bình an đồng hồ cát đó là đến từ sự tài trợ của Quỳnh Trang, đại diện tất cả các bạn ban tổ chức. Anh cảm ơn Quỳnh Trang nha. Và đây là những bạn đạt được cái giải đó nè. Bạn đã, bạn Như Trần đồng hồ cát 040, bạn Phương Lung đồng hồ cát 483, bạn Nguyễn Thị Thanh Thiện đồng hồ cát 029, bạn Kiều Phương đồng hồ cát 301, bạn Hoàng Tuấn Minh đồng hồ cát 364, bạn Mai Thị Kim Đồng đồng hồ cát 273, bạn Thủy Phan đồng hồ cát 247, bạn Tâm Phạm đồng hồ cát 173, bạn Ngọc Nương đồng hồ cát 528, và bạn Phạm Thị Thanh Trúc đồng hồ cát 201. Đó là danh sách của 10 bạn được giải thưởng bình an đồng hồ cát do
Mạnh Thường Quân tài trợ là bạn Quỳnh Trang. Bây giờ chúng ta tới cái loại giải thứ ba. Bởi tôi nói cầm xe là đúng quá. Mạnh Thường Quân đâu đâu vô nhiều nhiều giùm cái nha, tài trợ bút kem đồ giùm cái đây. Giải thưởng tới quá hết bọc mà đuối luôn. Sợ. Rồi giải người đẹp đồng hồ cát, tức là giải cảm hứng nè, rồi giải bình an nè, bây giờ tới giải người đẹp. Mai mốt tôi chơi cuộc thi hoa hậu thiệt luôn á chị Phương. Mai mốt ai mà về đúng cân đẹp mà vòng mà mấy cái vòng đo mà đạt được tới chất á là mình chơi một cái cuộc thi gọi là không có người đẹp nữa, mà mình kêu mình đặt tên cái gì đó hoàng ngoại xíu đi đó, rồi mình Hôm được bữa bạn có đề nghị là người đẹp ô tô pha trì. à người đẹp ô tô pha chì phải không, mà phải đo 3 vòng trước nha, phải nộp con số 3 vòng lên trước rồi mới mới duyệt vô, tại vì cái này là mình chơi lên truyền hình luôn á, mốt mình đăng lên là truyền hình phát sóng rồi, chơi cho nó đã rồi về Việt Nam mình cho ăn mặc xong mình kêu Huy Cường lên làm cái chương trình chơi cho nó vui, tại vì sao mấy người đẹp mặc đồ vô chắc nhìn phê lắm á, rồi cũng nóng ruột lắm. Năm trước cái bốn bạn mà đem xin ở ở mức là thấy đã đẹp xuất sắc rồi đúng không? Đấy, kem Bây cứ giờ làm có 3 bạn hả, 3 bạn nữ với 1 nam. Đẹp ghê đó nha, cái body nhìn lên mà tôi nói người mẫu nhìn không bằng á, đẹp đồng hồ cát, người đẹp ghê hồn á, sau rồi giảm cân xong nhìn đẹp đẹp khủng khiếp. Ok chúng ta tiếp tục, cái giải người đẹp đồng hồ cát này là ai, là những bạn mà giảm ít nhất 5 kg, ít nhất nha, có nghĩa là 5 kg trở lên ok, và đạt được tức là 2 điều kiện, ít nhất là giảm 5 kg và cái BMI là 18 cho tới 19.5. Thì chúng ta trong chương trình này đã biết cái BMI là gì rồi, nó là cái chỉ số giữa cân nặng và chiều cao, nó nói lên cái vóc dáng đó, nó nói lên một phần đáng kể về cái độ thon thả, về cái độ của vóc dáng giữa chiều cao và cân nặng. Thì những cái này là bạn nào trong đồng hồ cát thì đã biết, bạn nào đang già tạm gọi là vô đây để tìm hiểu đó, thì có thể các bạn chưa biết cái điều đó, thì cái đó cũng dễ thôi, nó có một cái bảng bạn có thể lên trên Google bạn tìm cũng rất là dễ luôn, nó có sẵn một cái chỉ số, một cái cách tính rồi. Ok thì những bạn này là được ưu đãi 2 triệu Việt Nam đồng nếu tham gia boot camp, tức là 2 cái boot camp chân dung người phụ nữ quyến rũ và boot camp chưa làm thiết kế cuộc sống với luật hấp dẫn vào tháng 1 ở Nha Trang, thì bạn được giảm 2 triệu. Và mình nói lại những cái mà của boot camp, thì nếu như tham gia vào lúc bắt đầu mở ra thì chữa lành là 9 triệu cho người chưa từng tham gia, bootcamp chân dung thì là 9 triệu rưỡi, có nghĩa là các bạn có thể dùng cái đó trừ lại thì nó còn khoảng 7 triệu thôi, 7 triệu mấy thôi, 7 triệu rưỡi. Bây giờ thì nó lên khoảng 1 triệu, 1 triệu rưỡi gì rồi, tại vì sau mấy tháng thì nó sẽ lên chút xíu. Bạn nào mà đã từng tham gia mà nếu như đăng ký ngay từ đầu đó thì được giảm mặc định là 2 triệu, tức là chưa cần có cái voucher này. Thì những bạn nào đã từng đi kem chữa lành hoặc kem chân dung thì đi lại đúng kem đó thì thay vì 9 thì chỉ trả 7 thôi, và thay vì 9 rưỡi, 9 triệu rưỡi thì trả 7 triệu rưỡi thôi, tức là tạo điều kiện cho các bạn đi cái kem mà coi như rẻ sình luôn á, cái kem 4 ngày 5 ngày đó mà có mấy có 7 triệu rồi. Hiển nhiên bây giờ giá nó nhích lên chút thì nó cũng tương ứng bạn cũng giảm được 2 triệu, còn cái voucher này là được dùng đè lên luôn, cái voucher đó giống như tiền mặt vậy đó, bạn được dùng đè lên trên cái đó luôn, tức là em đăng ký sớm mà chính em đã đi rồi em trả 7 rồi, bây giờ có cái này xài được không, yes được thành 2 triệu, trừ 2 triệu tiếp còn 5, mà nếu mua 2 kem combo trừ tiếp 1 triệu nữa. Mình nói để các bạn hiểu rằng những cái ưu đãi này cho các bạn là đều có giá trị cộng dồn với những cái điều kiện khác, hiển nhiên có một vài cái hiếm hoi lắm mà nó không logic á thì nó mới bị thôi, chứ tất cả những cái này đều có giá trị như tiền mặt nha, tức là cái giải thưởng này nó có giá trị như tiền mặt. Đây là những bạn được cái giải ưu đãi 2 triệu nếu tham gia bootcamp nha, là bạn Ngô Thiên Ân đồng hồ cát 603, bạn Phạm Thị Lan Anh đồng hồ cát 366, bạn Hồng Nguyễn đồng hồ cát 050, bạn Nguyễn Thị Quỳnh Châu đồng hồ cát 308, bạn Minh Minh đồng hồ cát 259, bạn Mai Huyền Quỳnh Ngọc đồng hồ cát 250, bạn Nguyễn Thị Diệp Trinh đồng hồ cát 607, Trịnh Hải Âu. Ủa Hải Âu nghe quen quá vậy, Hải Âu, ô Hải Âu tham gia lại hả, đồng hồ cát 185, đúng rồi Hải Âu là mét 55 rồi, tôi nhớ cô này mét 55 rồi. Ok, Trịnh Hải Âu, bạn Thảo Nguyễn đồng hồ cát 188, bạn Tạ Thúy Hiền đồng hồ cát 251, bạn Đỗ Thị Thanh Nhàn đồng hồ cát 522, bạn Đinh Thị Nguyệt đồng hồ cát 169 và bạn Vũ Thị Hồng đồng hồ cát 524. Rồi chúc mừng tất cả các bạn nha. Trời ơi đồng hồ cát. Thương ghê vậy đó nha.
Rồi chúng ta tới cái giải thứ tư là giải ngôi nhà đồng hồ cát, có nghĩa là những cái giải về cái tính đồng đội. Thì nhất đồng đội tổ 7. Cái tổ 7 như chúng ta thấy hồi nãy á, là các bạn ấy tổng trong số khoảng, ở đây chúng ta có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, có 21 bạn. Tổng giảm của các bạn ấy là 131,06 kg. Bạn nhìn được cái cột đã giảm đó, bạn thấy không? Cái cân nặng đã giảm, tức là cái lượng giảm. Bạn thấy trung bình một người khoảng 6 kg. 21 mà nhân cho 6 ra nhiêu? 126, bạn ấy giảm. Mỗi người giảm hơn 6 kg trung bình. Kinh chưa? Thấy cái tổ này kinh chưa? Ok. Rồi, mình đọc tên tất cả những cái thành viên của đội của tổ 7 nè. Bạn Thảo Trần, 531. Bạn Tống Mỹ Huệ, 275. Bạn Lê Thị Như An, 274. Ồ, hai người này sát nhau luôn ha. Nguyễn Thị Thúy Tâm, 258. Trương Thị Tuyết Nhung, 257. Đinh Thị Kim Anh, tức là Kimmy á, 253. Cái tên này cũng quen lắm mà, chữ Kimmy hay chữ E là tôi quen quen à. Tạ Thúy Hiền, 251. Mai Huyền, Quỳnh Ngọc, 250. Nguyễn Phương Như, 249. Đinh Thảo, 248. Thủy Phan, 247. Nguyễn Bình Minh, 246. Phạm Thị Cúc, 245. Dương Huỳnh Anh, 243. Vũ Hằng Huỳnh Kiến Lửa, 242. Phạm Thị Kim Thành, 240. Nguyễn Hoàng Phương Nghi, 239. Ariel Trương, 237. Ngô Thiên Anh, 603. Bình Khanh, 533. Và Nguyễn Thị Thanh Thiện, tổ trưởng, 029. Chúc mừng tất cả các bạn ngôi nhà đồng hồ kép. À, mình nhìn vô đây mình thấy cái cân nặng hiện tại của các bạn á, rất là nhiều bạn về gần tới rồi ha. À, có những bạn bốn mấy, 49, 43, 42, 38, 42, 43 cũng nhiều. Những bạn đó mình đoán á, à đây là có người body mass index 18 có. Trời ơi, có bà nào 36 vậy? À, tổ trưởng này chơi kỳ vậy? Là muốn giảm hả? Rồi chơi liều quá vậy? Giảm gì vô thôi, giảm quá vậy? Công thức có sai không? Mày coi lại coi. 16,2 lên lại nha. À, rất là Bạn đó là chị với lại bác sĩ Phượng cũng có nhắc bạn á, nhưng mà tại vì bạn vậy theo không? các đồ á. Rồi. Ồ, tức là như một mục đích khác đó hả? Dạ. Rồi. À, tốt, bạn bạn biết bạn làm gì, tại vì gia đình có bác sĩ thì hiển nhiên mình không cần phải lo không? Và vô đây giảm 8 ký 3, má ơi luôn giảm dữ. Bạn này làm chắc có mục đích. Ok. Rồi, đó là chúc mừng tất cả những bạn của tổ 7 với cái giải ngôi nhà đồng hồ cát. Bây giờ chúng ta tới giải ngôi sao hy vọng. Giải ngôi sao hy vọng có nghĩa rằng những bạn không nằm trong phần chính thức đạt được cái giải cá nhân. Giải cá nhân là cái người được một cái giải miễn phí, một cái bootcamp, thì đó là giải cá nhân. Tức là những bạn có thành tích cao nhất đồng hồ cát thì được miễn phí một cái bootcamp, hoặc là bootcamp chân dung người phụ nữ quyến rũ, hoặc là bootcamp chữa lành và thiết kế cuộc sống với luật hấp dẫn. Như các bạn đã biết, tức là những cái trại 4 ngày 3 đêm hoặc 5 ngày 4 đêm vào tháng 1 này ở Nha Trang. Thì cái bạn mà ngôi sao hy vọng có nghĩa là bạn không nằm trong phần chính thức đạt giải, mà là cái người kế tiếp ở trong phần chính thức đạt giải. Bởi vậy nó gọi là hy vọng, còn cửa không còn. Cái giải ngôi sao hy vọng có nghĩa là không phải là từ ban tổ chức tặng, mà là từ một mạnh thường quân. Thì bạn này đạt được cái giải đó là cái người đứng thứ tư, thay vì chỉ có ba hạng đầu là được giải thôi. Thì bạn này đứng thứ tư, và điều kiện là bạn phải đứng thứ tư và phải có những cái phần tập thể dục đạt, ít nhất đạt ở một mức mong đợi hoặc theo điều kiện của chương trình. Thì điều kiện chương trình các bạn biết rồi, mỗi ngày chúng ta chụp cái hình tập thể dục chúng ta để vô, và tập thể dục của chúng ta nó không phải tập gym, nó không có cái gì nặng hết trơn á. Hai cái bài đó 30 giây đồng hồ là đã làm rồi, cái đó nó cho các bạn một chút vận động. Thì nó là một cái gì đó có tính thể lệ nặng hơn hơn là phải tập luyện gì đó. Thì các bạn biết 30 giây đứng dựa tường, ok, hay là nhảy qua cái chai đó mấy chục lần, trăm lần, nó rất là đơn giản các bạn. Thế thì cái bạn mà đạt giải ngôi sao hy vọng là bạn Diệp Võ. Bạn cao 1m58, bắt đầu chương trình với 78,05 kg. Và sau 30 ngày, tức là ngày D30 mà các bạn nhìn thấy nè, bạn còn 66,6 kg. Có nghĩa là bạn giảm 11,45 kg và bạn đạt được giải ngôi sao hy vọng. À, chúc mừng, anh chúc mừng bạn Diệp Võ nha. Wow, giảm 11,45 kg và 66 kg, nằm 1m58 á,
thì cỡ chừng 47 kg sẽ đẹp. Em còn khoảng 9 kg, ăn còn khoảng 10 kg nữa là đạt nha. Bạn này có cửa đạt. Bạn này đúng ra có cửa đạt ok rồi, chúc mừng Diệp Võ với cái sự thay đổi của em. Có thể nhìn thấy rất rõ ở chỗ cái vòng bụng và cái vòng eo. Rất rõ luôn. Thậm chí vai, các bạn thấy cái hình quay sau lưng, bạn nhìn thấy chỗ cái vai không? Bạn thấy cái vai và cái mở nách, bạn thấy ngay cái chỗ mở nách nhìn rất là rõ. Bạn thấy hai cái nách nó xẹp lại tại vì nó phình ra. Giảm rất nhiều, vai và nách và tay, eo giảm nhiều, thậm chí đùi cũng giảm nhiều. 11 kg giảm nhiều. Chúc mừng em. Anh biết chắc luôn á nha, là em mà về 46 kg á là em đẹp lồng lộn luôn á. Tại vì người có cái vóc mà cái dáng mà eo á sẽ rất là đẹp. Và em sẽ thấy rằng cái chân của em á nó bớt cái độ mà cong cái kiểu này, cái chân không có nên cong, cái chân nó nên suông hơn. Và khi em giảm á nha, là em sẽ thấy rằng cái chỗ cái hông này nè, chỗ mà nó phình, nó làm cho cái mông mình bị hóp á. Lúc đó ngay cái chỗ gọi cái nào nghe thấy ghê. Nhưng mà chỗ đó nó sẽ phẳng lại và cái mông nhìn nó sẽ tròn chứ nó không phải bị gãy khúc mà nó hóp vậy đâu. Và hai cái chân em ở giữa nó sẽ thấy ánh sáng, nó tách ra. Tại vì nó thon lại, nó giảm mỡ, cái chân mình sẽ dài, người nhìn cao hơn, chân sẽ dài ra, cái eo em sẽ thon hơn nhiều. Và cái vai em sẽ bắt đầu nhìn thấy xương. Nếu em về đúng 47 46 kg. Tại vì cái chiều cao đó 46 kg sẽ rất là đẹp và em sẽ thấy cái gương mặt của em lúc đó nhìn tươi hơn và trẻ hơn bây giờ. Bây giờ các bạn nhìn cái gương mặt bạn thấy không? Cái gương mặt nhìn đỡ, nhìn trẻ hơn hẳn luôn. Bởi vì bạn nào mà nói là anh Tuấn ơi giảm cân có sợ da trùng mà nhìn mặt hot không? Nhìn mặt trẻ chứ hot gì? Giảm cân da mặt nhìn sao? Nhìn đẹp, mặt nhìn có bị hot không? Thon đẹp chứ hot. Đó, đây là ví dụ một bạn giảm 11 kg 45 trong 30 ngày có bị hot hay không? Thì các bạn tự quan sát ha. Mình chỉ biết là cái bụng, cái eo, tất cả mọi thứ nhìn đang đẹp dần lên. Chúc mừng em. Đây là bạn nằm trong top 3. Thì bạn này là bạn Ngọc Trinh. Bạn cao 1m57, bắt đầu với 72 kg và bây giờ là 58,8 kg. Bạn giảm, tổng giảm là 13,2 kg. Với Ngọc Trinh thì ở 1m57 cũng về khoảng 46 kg, 46 kg hoặc 46,5 kg hoặc là 45, nó nằm ở trong cái khoảng 46 cộng trừ 1 đó. Thì cái khoảng đó mà em về đó nha, là cái eo của em á chắc còn khoảng 60, có thể dưới 60 luôn, tùy người. Thì bắt đầu bằng 72, bây giờ 58,8 kg. Wow, một cái hành trình cũng đi cũng dài ha. Thì các bạn nhìn hình chắc các bạn cũng thấy rõ rồi, kể cả cái gương mặt cũng đã khác nhiều á. Cái gương mặt cũng đã khác nhiều, cái gương mặt mà tròn nè, tại vì cân hơi nhiều á, em còn thừa cân, cho nên cái máy gọi là máy rơi này á, nó làm cho cái gương mặt nhìn ngắn lại và nó làm cho mình mập ra. Không có nên để lại máy máy rơi, rất không nên. Em nên để cái loại máy khác, cái loại máy bay á, nó sẽ phù hợp cho cái gương mặt của em nhiều hơn. Hoặc là cái loại máy mà tức là tóc kéo ra phía sau và đừng để máy như này mà ngược lại để lên trên á, thì nó sẽ làm cho em nhìn đẹp hơn. Tuy nhiên các bạn có thể thấy cái vòng eo á là nó thon vô được rất là nhiều, cái bụng chắc chắn cũng đã giảm nhiều, rất nhiều. Như các bạn nhìn hình, các bạn thấy ở cái vòng 1 nè, cái này là các bạn thấy cái giảm cân nó sẽ giúp cho các bạn. Bạn thấy nếu mà đo vòng 1 thì chắc chắn là cái vòng 1 trước khi giảm cân sẽ lớn, nhưng bạn thấy cái vòng 1 mà ở cái hình trước khi giảm cân không thấy luôn. Là tại vì cái vòng 1, các bạn biết ngực bạn nó không có lớn lên bao nhiêu hết khi bạn tăng cân, cái bầu ngực á, nhưng mà cái vòng 1 sẽ lớn lên tại vì xung quanh nách và vai á nó làm cho cái đo con số lớn lên, nhưng mà cái bầu ngực nó vẫn nhỏ xíu à, đâu có lớn lên. Cho nên nhìn tự nhiên cái ngực nó mất hút trong cái người á. Nhưng mà khi mà bạn giảm cân á thì nguyên cái dàn mỡ na vai mỡ nách nó giảm lại, nó làm cho cái ngực nhìn to hơn cái thân, lúc đó mới thấy cái ngực. Và đó lý do tại sao nhìn đẹp. Nhiều bạn không biết, cứ sợ là bị nhỏ ngực, cứ nhìn vô cái số đo thấy nhỏ, nó cái đó đo mỡ nách. Nếu mà chỉ đo ngực không á nha, ngực không có giảm khi bạn giảm cân, chỉ có mỡ nách và mỡ vai nó giảm thôi, lúc đó bạn sẽ nhìn đẹp hơn. Rồi anh chúc mừng Ngọc Trinh với cái bootcamp miễn phí. Bây giờ chúng ta qua bạn top 2 là bạn đứng thứ nhì. Đây là bạn Kim Loan. Bạn cao 1m6, từ 69 kg xuống còn 55. 1m6 sẽ rất là đẹp với 47 48 kg, ở đó ngay chốc 18,5 luôn. Thì em còn khoảng 7 kg, 7,5 kg. Chúc mừng Kim Loan top 2. Và Kim Loan thì như các bạn nhìn á là đã giảm xuống, ồ vẫn còn mấy ký nữa, đúng rồi, nhưng mà người nhìn thon hẳn luôn. Cái hình đầu hơi uổng á, hình đầu mặc cái áo mà nó cho thấy cái bụng hơn, nhưng mà chắc có lẽ cũng ngại cho nên là chụp cái hình nào che chút xíu.
còn cái hình sau là về cân tốt hơn rồi, cho nên là khoe chút xíu được. Dám 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 hở hàng xíu. Có vẻ bạn rất là cẩn thận và rất là kín đáo, cũng tốt thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cái điều mà mọi người nhìn, con không biết có nhìn ra không, nhưng mà bạn nó nhìn cao hơn hẳn luôn. Mặc dù hai tấm hình chụp rất là đúng, tức là chụp không có ạp, tất cả hình trong đồng hồ khác là không có ạp nha, không xài ứng dụng. Hình rất là đơn giản, hình rất là thực tế, hình rất là chân chất, không có màu mè, không có rước kéo tay kéo chân, không có gì hết. Và bạn ấy nhìn rất là giản dị, nhưng mà các bạn thấy rõ ràng không, nhìn cao hơn hẳn luôn. Nhìn cao hơn hẳn là vì sao biết không, là vì người nó thon lại, chân nhìn nó sẽ dài ra. Cho nên anh chúc mừng Kim Loan, ở đây hình phía sau các bạn thấy cái điều đó cũng rất là rõ, cái người nhìn tự nhiên là nó thon ra, nhìn nó cao lên. Khi mà em về đúng cân á Kim Loan, cái bụng của em nó sẽ nhỏ nhiều nữa. Em thấy từ từ cái hình đầu qua cái hình sau giảm mười mấy ký, em thấy nếu có thể các bạn mà bốn hạng đầu á, các bạn có thể có cái số đo của cái eo trước và sau á, các bạn có thể ghi giảm bao nhiêu vòng eo. Không chắc là các bạn biết cách đo đúng hay không, tuy nhiên các bạn có thể ghi cái đó là cái số đo vòng eo nó giảm được bao nhiêu, để cho chúng ta nếu có mặt ở đây cho mọi người biết. À, cái này á, nhìn hai cái này á, là thấy khoảng 7-8 phân là ít đó nha, 6-7 phân là ít. Ok rồi, đây đây là cái hình nhìn ngang thì chúng ta thấy rõ ràng là cái eo giảm rất nhiều nha, cái ngực bạn thấy nó cũng rõ ra, bạn thấy không? Và bạn thấy cái vòng 1, vòng 2, vòng 3 bắt đầu nhìn rõ ra đáng kể luôn. Bởi cho nên nhiều người cứ nói là giảm bị sợ, mình nói không có nên, các bạn chưa biết nhìn như thế nào là đẹp á, cho nên các bạn bị hiểu lầm cái con số. Rồi ở đây là bạn giảm nhiều nhất là, ồ hình như là chị Ngọc có lần mình phỏng vấn vào trong cái phần chương trình rồi, chị Ngọc là cao 1m57, bắt đầu là 68 kg và bây giờ là 53 kg 3, chỉ giảm 14 kg 7 các bạn. Đây là một trong những người giảm nhiều nhất từ đầu tới giờ, một trong khoảng hình như ba người giảm nhiều nhất trong 30 ngày đó. 14 kg 7 có nghĩa là mỗi ngày 490 gram các bạn nha, mỗi ngày 490 gram chỉ giảm trong 30 ngày. Wow, thấy sự khác biệt lớn luôn á. Wow, 1m57, 46 kg, nó có thể về tới 46 đi, chỉ còn khoảng chừng độ 7 kg rưỡi nữa, về tới đó nhìn sẽ ác liệt luôn á nha. Mọi các bạn mà về tới đó là cái body mass index của bạn nó nằm ở khoảng 18.5, mỡ cơ thể của bạn nó sẽ vào khoảng 20-21%, và cái đó là vừa đó. Bạn muốn tập gym tập tập vừa vừa, tập nhẹ nhẹ ok, tập nặng nặng chút cũng ok, nhưng mà về tới đó thì eo sẽ đẹp nhất, ba cái vòng nhìn sẽ đẹp nhất, vai tay sẽ đẹp nhất, cái gương mặt sẽ trẻ nhất và thon đúng nhất của cái gương mặt đẹp, không gầy không hóp, gương mặt sao nó sẽ ra đúng như vậy. Ở đó là cái body mass index nó sẽ cho các bạn cái hình vóc dáng đẹp nhất. Và chị Bích Ngọc cũng như những bạn đạt được giải thì chị là cái người top 1, tức là người đứng đầu. Chúc mừng chị với cái bootcamp miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Chúc mừng chị Bích Ngọc, chúc mừng bạn Kim Loan với cái bootcamp miễn phí vào tháng 1 này, cũng như Ngọc Trinh và bạn Diệp Võ. Các bạn đã làm được những cái điều phải nói thật sự rất là phi thường. Mình thật sự rất là ngưỡng mộ các bạn ở cái động lực các bạn làm, ở cái những cái thử thách mà các bạn đã vượt qua. Mình nghĩ là wow, mặc dù mình nhìn thấy cái này nhiều, nhưng mà mình vẫn thừa nhận với các bạn là mỗi lần mà nhìn, mỗi lần mà có một người đạt giải, mình vẫn cảm thấy nó rất là, nó giống như là lần đầu tiên đó. Không biết tại sao mà nó vang ghê hồn luôn vậy đó. Nó rất là bồi hồi các bạn, tại vì một con người mà các bạn tưởng tượng khi đẹp ra, cái năng lượng của mỗi người đó nhìn vào trong kính bước ra đường, khi người đàn ông người ta nhìn vào mình, người chồng của mình, người yêu của mình, hay là kể cả trong chỗ làm của các bạn, những cái người đồng nghiệp của các bạn, khách hàng, ông sếp, hay là cái cuộc sống tình cảm của các bạn thôi, các bạn sẽ cảm giác nó đổi luôn cái năng lượng bên trong, nó thể hiện qua cái cảm giác mà bạn có về bản thân. Ở đó bạn cảm giác nở rộng, bạn cảm giác trong suốt, bạn cảm giác không có phải giấu giếm, bạn có cảm giác là mình là một cái gì đó đẹp và giá trị, không phải chỉ cho bản thân mình mà cho cuộc đời nữa. Và cái đó là một cái cảm giác sống rất là tốt các bạn nha. Chúc mừng tất cả các bạn một lần nữa. Chị Phương ơi, bây giờ chúng ta qua cái phần phỏng vấn đi Dạ hả? dạ dạ mình sẽ phỏng vấn ha Tuấn ha.
Bây giờ á là trong bốn bạn top á thì tiếc á là có hai bạn là sống ở Mỹ và các hôm các bạn phải đi làm là Diệp Võ với lại Trinh. Nhưng mà thay vào đó á thì cũng có rất là nhiều bạn khác, thực ra trong đồng hồ cát nhiều nhiều bạn xuất sắc lắm. Cho nên á là chị cũng có bên cạnh là hai bạn là Bích Ngọc là hạng nhất và Kim Loan hạng nhì. Thì chị có mời thêm nữa là bạn bạn Phương Lung, là cái bạn mà có gửi cái bức thư cho Tuấn á, mà mình Tuấn đăng lên mà nhận được tới 500 600 cái comment á. À, bạn có ông xã mà giảm theo 13 kg đó, thì hôm nay cũng có Phương Lung có mặt. Ông xã được Và ngoài 13 kg luôn hả? và ngoài ra thì có bạn Thanh Trúc. Bạn Thanh Trúc là hôm qua làm đã có cái kế hoạch là phỏng vấn bạn trong cái buổi lễ khai giảng á. Nhưng mà tiếc quá, Trúc hôm qua là bà Trúc đi làm ca đêm cho nên hôm qua quá nhiều khách hàng, thì mà bạn rất rất muốn nói chuyện với Tuấn cho nên hôm nay thì Phương cũng mời bạn vào luôn. Cho nên là không là mình sẽ nói chuyện với thế nào ta, nói chuyện với Phương Lung trước đi ha. Rồi, Phương Lung có cái hình của Phương Lung đây nè, ở trong nhóm vừa mới vô kiếm Đừng cái hình share cho các à, bạn. ở bên Zalo có cái hình của Phương Lung ấy. Nhớ cái tên này hàng độc cho nên nhớ. Rồi các bạn có thể nhìn thấy đây là bạn Phương Lung. Và bạn này 60 ngày, có cái hình này là hình của 60 ngày chứ không phải 30 ngày. Thì bạn không phải là một cái người mà giảm theo cái kiểu như những bạn kia. Chị Phương này, Phương Lung giảm bao nhiêu ký tổng cộng? Chị nhìn vô cái hình này giống như mười mấy ký hai chương trình, chắc cũng phải mười mấy ký à. Chị không nhớ kỹ nữa, chắc hồi phỏng vấn Phương Lung nhưng mà chắc chắn là hình như 14 15 kg gì đó hai chương trình. Nhìn cái hình này là đi từ ngày 1 cho tới ngày 60 này là chắc mười mấy ký. Chị Rồi nhớ là 15 kg thì phải á. các bạn nhìn cái chỗ này nè, để cho mọi người có kinh nghiệm nè, nhìn mà bị hoài đây nè, cho các bạn nhìn một kinh nghiệm. Bạn nhìn chỗ vòng 1 thôi, nhìn ngay cái vòng 1 thôi, bạn thấy cái vòng 1 không giảm gì kích thước. Tức là mình nói chỗ ngay cái bầu ngực á, Phương Long cho anh mượn cái này xíu nha, đừng ngại nha. Bạn thấy là ở cái số đo thì ở cái hình đầu chắc chắn là lớn hơn. Nhưng nếu bạn chỉ tách ra cái bầu ngực bạn nhìn không thôi, bạn thấy cái bầu ngực không có nhỏ lại. Nhưng mà số đo sẽ nhỏ lại. Và chính vì giảm cân cho nên cái eo nó nhỏ lại, cái vai nhỏ lại, cái nách nhỏ lại, cho mà cái bầu ngực không nhỏ lại. Nó dẫn tới việc gì biết không? Nhìn ra cái vóc dáng đồng hồ cát, nhìn ra cái dáng đẹp. Còn như cái hình một bạn thấy không? Nếu mà đo vòng một của cái hình một sẽ bự hơn. Nhưng bạn thấy nhìn cái hình một là nó khác hẳn cái hình thứ ba rồi, khác nhiều luôn, trời vực. Cho nên cho những bạn mà đã vô tới đây thì cái đó các bạn có thể hiểu được. Người ở ngoài không biết cái đó đâu. Bởi vậy nên tội nghiệp. Xấu mà cứ bảo vệ cái xấu của mình. Em giảm xuống một ngực em nhỏ, mong em nhỏ. Nó ngực em mong em cũng vậy, không nhỏ bao nhiêu hết trơn á. Nhưng mà cái vòng nó sẽ nhỏ, cái số sẽ nhỏ lại. Rồi, đó là bạn Phương Lung. Nếu vậy thì chúng ta có mặt Thế Kim Loan, Thanh Trúc, Bích Ngọc và Phương Lung cả bốn luôn nè. Và chúng ta mời Phương Lung trước đi ha. Hôm nay chúng ta làm luôn bốn người được không? Và phỏng vấn luôn bốn người đi Tuấn, tại bạn nào chị thấy cũng xuất sắc hết trơn á, giống như Tuấn nói thiệt, chị làm cái này gì lúc nào cũng thấy xúc động ghê luôn. Rồi Phương Lương anh mời em. Em có thể mở cho mọi người nhìn mặt mũi xíu. Đúng rồi, Tuấn Anh gài người khác vô đây không thấy mặt bả có đúng hình. Dạ em chào anh Tuấn, Rồi chào Phương Lương anh. em Chưa thấy. mở khe à, em mở camera không được anh. Từ từ nha. Rồi em mở đi. Em mở được rồi đó. Ồ, dạ. Dạ em chào anh Tuấn, chào chị Phượng, chào các bạn. Rồi, Tuấn Lương có thể cho anh biết được cái bức thư mà em viết đó. Thì đăng lên mọi người cũng sốt luôn ở trên mạng á. Em có thể nói với mọi người biết từ hồi tại sao em tham gia đồng hồ cát, rồi những cái khó khăn gì và em được cái gì? Thật sự em biết anh Tuấn qua YouTube là cũng 6-7 năm gì đó. Xong rồi thì theo chương trình á, thì em thấy đồng hồ cát, nhưng mà mới đầu á, thì em không có, tại vì hồi xưa tới giờ á, em biết về cái fasting này là 3 năm trước, nhưng mà em không có interesting, tại vì em nghĩ á, là không có cái gì mà giảm được ngoại trừ mình exercise và ăn healthy thôi.
Nhưng mà cho tới khi tới cái đồng hồ cát này á thì họ chặn rồi, đồng hồ cát 6 rồi, em có tham gia chung với người chị của em, cái người mà anh Tấn đọc hoài mà không được tên á, cái chị Trăng Lý á. Cái À. chị đó nặng cân hơn em rất nhiều. Em thì cũng có dư cân nhưng mà em tham gia cùng với chị để chị có động lực. Nhưng rốt cuộc họ chặn rồi, hai chị em cũng đoạt được một cái giải, giải đồng đội với lại giải khoa học thiền. À, ok. Dạ. Thì em tham gia em không có nghĩ là chị giảm được nhiều đâu, nhưng mà không ngờ là chị cũng giảm 8 kg, họ chặn rồi thì em 7,5 kg. Wow. Cho tới rồi hai chị em bắt đầu tiếp tục đi thêm một cái đồng hồ cát này nữa là đồng hồ cát 7, thì em giảm được 7,9 kg. Tức là Bởi vì liên nhiều khi là tổng cộng của em hai chặng là 15,5 kg. Wow, đúng rồi, nhìn cái hình là thấy 15 ký, mười mấy ký như chơi. Lúc đầu á thì chồng em không có cho em, không phải là không cho mà sợ á, sợ mình làm chồng muốn em chỉ đi plan 1 thôi, sợ té xỉu hay cái này cái kia. Nhưng mà rốt cuộc rồi mỗi ngày nói chuyện rồi ổng thấy mình thay đổi, bắt đầu từ từ ghét rồi cái tự chồng em thay đổi theo cái phần khẩu phần ăn, ăn ít lợi, tập exercise thêm, mà chồng em trong 40 ngày giảm tới 13 kg, vượt em luôn. Ông giảm còn ghê hơn em nữa, em Ừ, 60. giảm ghê hơn em nó, không vượt em luôn. Chúc mừng em, tức là em, các bạn thấy đây là một cái ví dụ là mình thay đổi nha. Ở trong cái hôn nhân mình vẫn nói các bạn mãi á nha, mà các bạn bị kẹt ở chỗ là các bạn cứ muốn người đó thay đổi. Các bạn đây là một cái ví dụ nhỏ thôi, nhưng mà cái hướng nè, mình thay đổi thì bạn thấy cái sức tác động vào cái mối quan hệ nó sẽ đi theo cái hướng là người ta sẽ thay đổi những cái rất là tốt. Chúc mừng em với ông xã của em, đặc biệt ông xã của em á, tại vì lúc đầu cũng lo, bây giờ chính anh ta là cái người biết, chứ không phải là nghe hay là học nữa, mà chính anh ta đã có cái trải nghiệm, anh ta biết là cái cảm giác như thế nào lúc thực hiện. Để em có bị khó khăn gì trong lúc 60 ngày đó, có bị căng đét? Em thì em thấy em không có khăn nhiều, tại vì chặng một em đi á thì em chỉ đi cái tuần đầu là em đi plan 1, xong bắt đầu qua tuần 2 đã bắt đầu em đi plan 2 thẳng cho tới cuối đoạn luôn. Rồi bắt đầu qua tới cái phần thứ cái chặng 2 của đồng hồ cát 7 á thì em đi plan 2 thì nó lại không giảm nhiều nữa, tại em nghĩ do cơ thể mình ăn ít lại nó quen rồi nó không giảm. Tới rồi nó Rồi rồi em bị giống như bị tắc nghẽn giao thông tới mười mấy ngày luôn, cho nên là em cảm giác cái người em nó không giảm mà nó cứ tăng. Bắt đầu em đẩy em vô plan 3, tại vì plan cái đồng hồ cát đầu tiên là em đi một ngày plan 3, quay lại em lại ăn nhiều hơn cho em nghĩ plan 3 nó không work với em, cho nên là em không đi. Rồi qua tới cái thứ 7 á thì em lại, nếu như mà không đi thì không giảm được. Em nói là em đã đi được một ngày thì em phải đi được 2 ngày plan 3. Khi em đi tới 2 ngày plan 3 em thấy em vẫn ok thì em đẩy em tới 3 ngày này luôn. Em vẫn không, nói chung là cũng có nhức đầu chút đỉnh thôi chứ không có gì hết. Rồi em nghỉ một ngày và em đi tiếp plan 3, 3 ngày tiếp tục không sao cả. Nhưng mà tới mà cuối đoạn đường á em đẩy thẳng 5 ngày thì lúc đó thì em thấy là đúng là tại vì hình như là mình đi liên tiếp á, cho nên là giống như mình không có năng lượng, chứ đứng lên ngồi xuống thì nó cũng có hơi chóng mặt nhức đầu chút xíu. Nhưng mà sau 5 ngày thì nó ok. Sau 5 ngày thì em thấy năng lượng nó quay trở ngược lại. em bây giờ là cao mét mấy và cân nặng hiện tại bao nhiêu? Em hiện giờ là em 1m39. Chứ Em giờ nhỏ con lắm. Yeah, 1m. Ủa 1m49 chứ tầm chín hết hồn á, lộn. 1m49 cũng là được 40 44 kg 30 thì phải. vẫn còn thừa khoảng 3 ký, Không, còn mà thừa. tại vì giờ lúc mà ra plan em ăn lại là bây giờ là em nghĩ là em cũng phải giảm khoảng 5-6 kg lại á cho Ok. chặng này. Rồi chúc mừng em, đó là cái những cái thành tích mà em đạt được. Cái quan trọng là em giảm được xuống tới cái mức mà ở đó sức khỏe là rất là tốt rồi. Và những cái gì này nọ, những cái plan 3 em đi, plan 2 em đi là nó tác động vào cơ thể rất là tốt. Chúc mừng em. Cảm ơn anh Tấn. Ok. Anh bây giờ chúng ta sẽ mời một bạn khác là bạn bạn Bích Ngọc ha. Bích Ngọc ơi. Bích Ngọc có mặt ở đây không?
Có Đúng rồi. Có thể mở mic ra đó, có thể tự mở mic ra, mở 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 mọi thứ. đó. Mở mọi thứ cẩn thận nha, có thứ mở được thứ Ngọc không. chưa mở được thì chắc anh mời Thanh Trúc. À, chị mời Thanh Trúc nha. Trúc, Tuấn có muốn share lại hình của Trúc không? Hình của Trúc thì ở trong cái À, bài khai giảng qua. ok, chúng ta sẽ lấy cái để coi Thanh Trúc nha. Ủa, chúng ta có Thiên Kim, chúng ta có Mimi chứ không có Thanh Trúc. Không, cái bài khai giảng ngày hôm qua đó. Khai giảng hả? À, Tức là cái bài khai giảng đồng hồ các bảy các tám hôm qua à, đó. Ở phía trên cái bài tổng kết một xíu, Tuấn ở bên Zalo á, Tuấn đi lên một xíu, cái bài hôm qua Tuấn mới vừa tổng kết phỏng vấn khai giảng đó Tuấn. đang đang kéo lên mà không thấy, chưa thấy. Chị copy chị gửi lại mà em qua bên cái nhóm đó. Để chị. Ở Thanh Trúc không ta, cái hình mà cái áo chéo chéo hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái áo có cọng dây chéo chéo ấy. Ủa, cái này là bên YouTube mà. Không, bên Zalo. Tại hôm qua mình lúc mà mình đưa lên lúc ấy, nhưng mà bà Trúc không có mặt á. Forward em lại vô cái đó. Thôi bây giờ nếu vậy thì chúng ta mời bạn kế tiếp đi, gửi em lại. Bây giờ Bích Ngọc có đây nè. Dạ em có. Ok rồi. Alo, Rồi nghe, phải chị Ngọc không? đúng rồi. Chị Ngọc mở cái camera đi. Dạ. Tại em chưa thấy chị, để lên trên để cho mọi người. Mimi và Thiên và Kim, chỉ có hai cái video của Mimi và Kim năm nay. Nhưng mà chị Ngọc ơi, chị có thể mở cái camera không? Em thấy. Mở camera đó. Em mở hay là vì người chủ trì đã tắt video. À, không, chị có quyền mở video mà. Em sao em mở rồi. Em mở rồi. Nó có cái chức năng mở video đó chị. Đây nè, em gửi chị cái chức năng gửi mở mở video đó. Ok. Ok rồi. Hello. Chị Ngọc nhìn thấy mọi người chưa? Rồi, hello chị. Thì trước em mời chị một lần. À, chị Ngọc là cái thành tích như các bạn cũng đã thấy là chị là cái người giảm được 14 kg, 14,7 kg nha chị. Okay. Chị có chia sẻ với mọi người tại sao chị chọn tham gia đồng hồ cát không? Cái lý do gì, tại sao chị biết cái chương trình? Và lúc chị tham gia có gặp khó khăn gì không? Dạ, cũng như em định nói đó, em biết chương trình này từ đồng một hồ một, nhưng mà cuối cùng là đến đồng hồ bảy em mới tham gia được. Rồi bây giờ em tham gia rồi, em quyết tâm. Dạ, quyết tâm, và trong cái tham gia nó cũng cùng nhau có khó khăn, nhưng mà cuối cùng em đã quyết tâm. Chị xài một cái video của một cái điện thoại và một cái micro của một cái điện thoại khác đúng không? Dạ đúng rồi, dạ để em tắt. Dạ để em Tại vì cái âm thanh nó bị nó không đi với cái hình đó. đây. Dạ để em tắt đi. Bật hai cái nó dễ bị nó dễ bị Em nhảy. chạy nhé. Ok rồi, chị đang bật cái nào vậy? Em thấy hai cái luôn. Rồi chị có thể cho mọi người biết về những cái khó khăn mà chị đi đi qua. Chị tắt hết luôn rồi, em thấy nào chưa?
Chị tắt luôn hai cái này. Thì chị mở cái này nè chị Ngọc ơi, chị đừng mở cái kia. Mở cái mà chị đang mở camera, đừng mở cái kia. Đó chưa? Nghe rõ chưa? Rồi được rồi đó, chị mở được rồi đó. Bây giờ đã vô một cái camera rồi đó. Rồi chị có gặp khó khăn gì trong cái thời gian 30 ngày này không? Dạ trong 30 ngày thì em những ngày em đi thì em ta thì nó gặp là đau đớn ớn xong qua được lên ta 5 ngày thì sau đó em ta lại được lên 2 thì nó trở lại bình thường là như vậy. Làm sao mà chị biết cái chương trình này vậy? Dạ, chương trình này thì em biết anh Tuấn các con chỉ phải cả năm cho người bạn bạn là giáo mà cứ như thế thì là bây giờ lúc đó em đang bị stress bây giờ em từ sau khi qua chương trình anh Tuấn thì em học hỏi được nhiều bạn có bị stress. Chúc mừng chị, chị đạt được cái giải nhất á, thì giảm được 14,7 kg. Âm thanh nó không được rõ chị, chắc có lẽ do đường truyền hay là những cái Bluetooth hay gì đó không biết. Tuy nhiên tuy nhiên cũng đã một lần thì các bạn chắc cũng đã có quen biết với chị, và chắc có lẽ âm thanh nó hơi bị trục trặc cho nên khó nghe chị, cho nên chắc có lẽ Có sẽ một cái dịp khác. Chị nói được em không? rồi. Dạ, em nói được. Em gửi anh bảo cái tay phone nè. Dạ, nghe em đỡ hơn hồi nãy tí xíu. Chị có cái gì Em đang chạy. cho những bạn mà chưa biết về chương trình hay là đang đứng ở cái ngưỡng cửa chương trình mà có những cái lo lắng hay là nghi ngờ hay gì đó không? Chị có cái gì muốn chia sẻ lại họ như như là một người đã đi qua? Dạ không, em hoàn toàn tin tưởng là chương trình của anh Tuấn đưa ra em không nghi ngờ gì hết và cứ gửi em quyết tâm em làm thôi vẫn tắt cái này thôi. Ồ, rớt rồi. Chắc mình sẽ nói chuyện với bạn Trúc hoặc là bạn Lan trước đi. Chị chắc hơi bị trục trặc về âm thanh đó. Rồi nếu vậy thì mình sẽ mời bạn, em có thấy ở đây có bạn Mimi Võ và bạn Huỳnh Thị Kim mà có cái video á, thì À hôm nhưng mà bạn Kim bạn bạn Lan thì có mặt ở đây, còn bạn Mimi Võ có video bạn gửi thôi nhưng mà bạn xin lỗi là bạn đi công tác, bố bạn đi làm việc bạn không có dự được. nay. Ok, nếu vậy thì chúng ta share cái video của bạn Kim ha, xong chúng ta sẽ phỏng vấn bạn Kim. Bạn Kim có đây không? À, bạn Lan, bạn Kim Loan có. Rồi ok, có một bạn vô hỏi anh Tuấn ơi cho em hỏi chi phí đồng hồ cát là bao nhiêu. Trời ơi, đi vô tới đây hỏi chi phí chương trình là 399 ngàn em nhé. Đó là cái lệ phí một lần thôi, đóng một cái thôi, đóng một lần duy nhất cho một chương trình ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ share cái video của bạn Kim và sau đó chúng ta sẽ phỏng vấn bạn ấy cho mọi người có thể. Rồi, mọi người nhìn thấy chưa? Chúng ta cùng xem các bạn nha. Bao lâu rồi bộn bề nhiều suy nghĩ, loay hoay như con quay thân mình lại chẳng để ý. Oh no, sao trong khuôn mặt mình thật nhau nhĩ, không quan tâm skin care tóc tai thì cứ xô xì. Look at you, 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 đến lúc em phải thay đổi chính mình. Healthy is the new sexy. Look at you, 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 vẽ đường cong tự tin ở chính mình. Healthy is the new sexy. Em vẽ một đường cong cho bờ hông thêm sức sống, em vẽ một đường cong cho bao chàng trai vẽ nên mơ mộng. Bởi vì em muốn xinh nên em phải sống healthy, bởi vì em cứ tươi vui nên tự nhiên em so sexy. Em so sexy. Cần thêm một chút mascara, cần thêm một chút nước hoa, mình vén cái tóc cho xinh hơn nha. Yeah, et voilà. Bước
giữa phố thênh thang tự tin xinh như người mẫu, hút mắt những anh chàng ngoài kia cứ đâm đâm đầu. Baby, hôm qua em tôi đang còn buồn hết ngày, sao hôm nay em tôi lột xác thế này, mang em muốn duyên với thảm đỏ đến đây. Nhìn chỉ đều ngày kính râm vào, để bị chói mắt rồi lại say nắng xem nào. Tự tin như em thì không biết phải làm sao. Sister tell them now. Wow, thấy có hình cáo dài mà túm lại đó. Mọi người có thấy hình cáo dài túm lại không? Cái đoạn có cái áo dài đây nè, cái đoạn này nè. Coi lại cái đoạn này xíu coi. Cái áo dài này là hồi xưa mặc đúng không? Em so sexy. Dài mặc cho nó rộng lên. Oh wow. Rồi nếu vậy thì chắc có lẽ chúng ta sẽ mời bạn Kim Lan. Kim Lan ơi, em có thể mở mic và mở micro. Kim Lan này là hồi tuần đầu tiên là cũng bị phỏng vấn hụt rồi, cũng mở micro hoài không được. Lan ơi, em có thể mở micro. Rồi, thấy mở rồi mà sao không thấy mặt mũi đâu hết nhỉ? À rồi, thấy rồi đây nè. Đây rồi, thấy em rồi. Rồi Kim Lan có thể cho mọi người biết được em làm sao biết cái chương trình mà em tham gia nhỉ? Dạ, em chào anh Tuấn, chào chị Phương cùng mọi người. Em cũng vô tình biết qua đi chỗ thông qua tổ trưởng nhóm của em là Bích Phượng á anh. Ừ. Anh có thấy em ghi là giống như rất là nhiều bạn á, là em bị đau dạ dày 5 năm không hết. Dạ. Và em hết, em có thể cho mọi người biết hồi trước em bị trào ngược dạ dày, em bị dạ dày sao mà giống như rất là nhiều bạn là lại hết. Và cái hết nó như thế nào? Em đau và em ám ảnh mỗi lần đi nội soi lắm luôn á. Thì cái tự nhiên bữa vô tình gặp Bích Phượng á, rồi cái nói cho em cũng giống như là nói chưa có hết, nhưng mà em cảm nhận được cái là khi mà tham gia cái chương trình đồng hồ cát á là sẽ tự chữa lành. Rồi cái em cái đó là cũng giống như là một cái tò mò, bởi mà em chỉ muốn làm cho nó hết cái chứng đau dạ dày của mình thôi. Bởi vì em quyết tâm em tham gia mà em đã đi không ngày, đi không là em đã lên ba ngay từ đầu luôn. Tốt. Ngày 1, ngày 2 là em thấy em ổn, em không có triệu chứng gì luôn. Cái sang tới ngày thứ 3 cái bắt đầu hả, hành hạ em kinh khủng luôn. À, giống như là cái mỗi lần ấy cái bắt đầu nó trào ngược á, nó cứ làm cho em nôn mỗi lúc luôn. Yeah, trong yeah. Cái tới ngày thứ 4, thứ 5 là bắt đầu em nằm luôn, em không có đi nổi luôn. Là nó cứ làm em nôn liên tục. Xong cái sau đó qua hết mấy ngày đó thì bắt đầu em ổn. Em tổng giảm bao nhiêu? Được mấy ngày. Dạ tới 13 ký mấy á. Wow. Để coi lại cái hình của em. Đi lên 3 là 7 ngày luôn á. 7 ngày đầu á hả? Vô tới là quốc 3 liền luôn hả? Từ đi không em làm luôn tới 7 ngày đầu. Đây là hình Kim Lan, các bạn nhìn lại một lần nữa ha. Tổng giảm của Kim Lan là giảm 13 kg 4. Thấy vóc dáng khác hẳn luôn. Em nhìn em còn không tưởng nổi luôn á. Vóc dáng khác hẳn luôn, nhìn vóc dáng đẹp hơn hẳn luôn. Rồi em, tức là nhờ bác sĩ Phượng cho em cái ý kiến đó mà em quyết định em tham gia. Và em tham gia. Vậy, em ấy cũng theo sát em luôn mấy cái ngày mà em quằn quại á, là theo sát em luôn á. Rồi lúc đó em sợ. Bác sĩ Phượng nhiệt tình ghê nha chị Phương. Bác sĩ Phượng hình như cũng đồng học bây giờ luôn hay là đồng học cấp 2 gì đúng không? Bác sĩ Phượng là thành viên của đồng hồ cấp 1, nhưng mà bắt đầu đồng hồ cấp 2 là bác sĩ Phượng làm tổ trưởng. Rồi xong là trưởng. Đồng hồ cấp 7 là quay lại làm tổ trưởng đồng hồ cấp 7, là rất là nhiệt tình luôn như Loan nói đó, là coi như là theo sát Loan tận tình,
Rồi cái video hồi nãy cũng là bác sĩ Phượng làm cho Lan luôn đó. Rồi hay quá, Thảo nào chơi trong video có video, rồi trong video có hình có video hay á. Thấy Thảo nào thấy nguy hiểm á, thấy video làm có vẻ chất lượng á. Thấy rồi giảm cái hình bậc thang nó mới ghê chứ. Hay á, bác sĩ Phượng này cũng khá ghê á. Rồi bây giờ em cảm thấy Ok. trong như thế nào khác với hồi trước? Về cảm xúc, về Dạ. dáng, về những cái mà em đã tạo ra. Dạ, em giờ nói cái mới đầu là em cũng định là chữa cái dạ dày, chữa cho lành hết. Xong cái sau đó chữa lành thì giờ em thấy trong người em cảm giác nó không còn bị đau, không còn bị trào ngược vậy á. Thì cái khi mà đã hết cái đó rồi ấy, thì trong cái tổ ấy, có bắt đầu cái có động lực giảm giảm đi đẹp, bởi vì giờ em mới tham gia tiếp cái đồng hồ K8. À, lúc đầu muốn giảm vì bệnh, tức là giống như những người Dạ đúng khác rồi, em đã dạ hết. em cứ nghĩ là mình tham gia để mình chữa lành cái đó đi, tại vì ám ảnh mỗi lần đi nội soi ấy, là bắt đầu á cái ống đó nó chọt vô trong cái Đúng dạ dày á, trời rồi, ơi đau bao nhiêu lần luôn. Bây giờ cái tự nhiên vô đây cái thấy nó có động lực ghê gớm hơn chúc mừng em. Tức là bạn này bạn tham gia là bị cái trào ngược dạ dày, bị giống như mấy người bị bao tử á, hay bị loét bao tử, bị trào ngược mấy cái sphincter, tức là những cái van á nó bị hư. Ok, nó bị nó không có, cơ bản là bị bên trong á, em bị trào ngược dạ dày á không phải tại cái van nó có, nhưng mà cái van cái nó không bị nhiều đâu, nó là do cái hỗn hợp chất ở bên trong bao tử của em á, cho nên là nó mới trào lên. Thường á mấy cái bạn mà uống nước kiềm á, làm ơn đừng uống nước kiềm, nó uống nước kiềm vô mà hư bao tử hết. Tuy nhiên quay lại đây, bạn này là tham gia đó là để cho lành cái bao tử, nhưng mà sau đó lại thấy là giảm được cân, giảm luôn. Chúc mừng em ấy. thấy trong nhóm đó, mọi người máu lửa lắm luôn, cái bắt đầu cái tạo cho em cái ấy giống như cái động lực thêm, cái bắt đầu em muốn giảm nữa. Wow, em có thể cho mọi người cái nói lại cho những bạn mà mới vào á, những bạn mà đồng hồ K8 nè, tức là đang xuất phát nè, hay là một số bạn có những tò mò, ta có thể người ta sợ đó, thì có cái lời nào muốn chia sẻ lại cho họ để họ có cái động lực và hiểu đúng hơn? À, tại hồi tối em cũng có tham gia cây giảng, có một số bạn thì cũng lo lắng là không biết nhịn vậy là có chết không, rồi á khi mà bị đau dạ dày vậy đó rồi nhịn vậy là có sao không, rồi khi mà có người đó thì nói là đang uống thuốc bao tử á, rồi cái nhịn vậy thì không biết bao nhiêu ngày để hết á. Em thấy mới đầu á em cũng là ghê gớm luôn, là em vô lên ba ngay từ đầu, đi được nguyên một tuần luôn 7 ngày, xong có đầu cái em đi ra lên hai, rồi có động vô lại lên ba, mà em cứ ra vô liên tục vậy đó. Thì cái giờ em thấy trong người thấy nó bao tử em đã ổn rồi đó, chắc lành lắm luôn rồi đó, bởi giờ em không có cảm giác như là bị tràn ngược nữa. Khỏe rồi ha, chúc mừng em. Nãy giờ bây giờ vô nếu mà đồng hai một tám thì chắc em Chế độ ăn uống. chế độ ăn uống em sẽ giữ cân lại, rồi sau đó em cho em vô lên ba là chắc bị nghiện. Ngày nay em ghiền cái cảm giác mà nó nhẹ người đó, cái cảm giác mà nó Cái minh mẫn giống đó. như cái bụng á, lúc trước mặc đồng phục á, cái bụng cái áo á, nó chật, giờ cái mặt rộng ơi là rộng luôn, vô ai cũng quẩn, nó trời ơi, mà giống mặc áo khính luôn. Tốn tiền mặc đồ mới nha em. Đồng hồ két thì đỡ được tốn tiền ăn, nhưng mà tức là lời tiền ăn, nhưng mà nhiều khi tốn tiền đồ. Mặc đồ anh chúc mừng Kim Lan, anh hẹn gặp tiếp tục gặp em ở trong đồng hồ két 8 nha. Dạ. Cảm ơn Được. cô. Đây ha các bạn, Kim Loan là câu trả lời cho các bạn nào mà còn lăn tăn là tham gia đồng hồ cát fasting có bị đau dạ dày không hay ha, thì không những là không đau mà còn hết bệnh đó ha các bạn ha. Đây là bằng chứng sống. Ồ, cái đó nhiều, cái đó gặp cả đống, không giống như nhiều người không biết, thậm chí có một số bác sĩ không biết luôn á. Tức là bác sĩ nói là người bình thường không biết thì đã chớ, nhưng mà nhiều bác sĩ cũng không biết luôn. Họ nghĩ là không ăn á thì sẽ bị đau dạ dày, thật ra là ngược lại. Rồi cái sạn, cái gọi là gì ta, túi mật,
Nhiều bác sĩ cũng nghĩ là làm cái túi mật đó là không ăn là sẽ bị túi mật, tức là fast. Thật ra không, không ảnh hưởng. Ok. Tuy nhiên thôi thì người nào biết mà biết biết thôi, chứ giờ sao giờ. Rồi bây giờ chúng ta còn bạn nữa không chị Phương? Còn bạn nào để phỏng vấn không? À, bây giờ mình còn bạn Trúc á, Tuấn. Rồi. Thì có cái hàng của Trúc, chị vừa kéo xuống cái bài đó, Trúc Tuấn mở cái bài đó lên là sẽ thấy cái hình Trúc ở phía cuối. Trong cái nào, đồng hồ cát 8 hay 7 gì? Không, trong bên cái Rồi nhóm mà em thấy rồi. nhóm Zalo đồng hồ Download. cát. Ủa, chị đưa em là cái phần khai giảng là ngày hôm nay nè. À là ngày hôm qua. Ngày hôm... À, cái hình Sáng nó được. qua Tuấn kéo xuống hình ở cái đoạn cuối đó. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta có cái hình của Thanh Trúc ở đây. Mà Thanh Trúc thì đang đó. Rồi Thanh Trúc, trước khi em mở camera, cho anh đưa mọi người cái hình của em nha. Thanh Trúc có chiều cao 1m64. Là cao đó. Con gái vậy là cao ngon đó. Anh á 1m60. Mà em con anh á, em đứng kế bên chụp hình mà em quất cái đôi giày mà 8 tấc 8 phân vô nữa là như cái tháp vậy á. Nó chơi vậy thôi không có sao được. Anh có mấy apprentice mép con gái 1m75. Mang cái giày vô đứng bà 1m72 mà 1m75 đứng kế bên anh nhìn anh nói giống cái tháp đôi ở Malaysia. Quất đôi giày vô nữa. Ok, tuy nhiên là Thanh Trúc cao 1m64 và ở cái chiều cao này á là khoảng 50 51 kg sẽ rất là đẹp. Thì bạn đó là vô là 60 kg 8 và bây giờ là 499, có nghĩa là 50, tức là về đúng cân. Và cái BMI 18.6 thì như các bạn nhìn thấy Thanh Trúc trong hình. Thấy cái gương mặt không? À, bây tôi nói nhiều người cứ tối ngày cứ là giảm cân, gương mặt em nó xấu, nó già, nó nhăn, nó hớp. Cái mặt ở bên trái là mặt mập, cái mặt ở bên phải đó là cái mặt trẻ. Nhìn rõ ràng cái mặt tươi hơn tại vì nó đỡ bị sệ với cái này nè. Nhìn cái con mắt á, nó bị thay vì nó sụn xuống á, thì thường nó sẽ nhẹ lên tí xíu tại vì ở trên đây nó đỡ xuống, tốn tiền đi cắt mí mắt làm chi vậy. Giảm về đúng cân là tự nhiên nó sẽ tốt nhất. Rồi vai nè, vai em gầy guộc nhỏ nè đó, xương quai xanh nè. Rồi bạn thấy ngực không, thay vì là mở nách nó làm cho cái ngực nhỏ hơn thân, bây giờ mở nách nó giảm xuống, mở vai nữa thì cái ngực nhìn nó đẹp hơn. Phía sau nhìn nè, thấy không, thấy cái mở nách phía sau không, thấy cái người mà giảm thấy cái nách không, cái khác nhiều không đó. Cái này mới đúng là đẹp nè, bên phải nè, còn bên đây á là nó nọng ra. Đừng có sợ mất cái vòng một, vòng một cũng không mất đó. Nó đúng là nó phải vậy, nó phải thon vậy nó mới đẹp. Rồi Thanh Trúc anh mời em. Dạ cho em xin phép không mở camera được không anh? Được, Tại quyền em của đang đi làm. em đi làm hả? Dạ. Mọi người cũng muốn biết em lắm đó. Nhưng mà thôi thì nhìn hình được rồi. Rồi em có thể cho mọi người biết vì sao em đến với chương trình này không? Dạ à, em tại em thích anh Tuấn nên em đến chương trình thôi. Em thích mấy cái lớp đó thì em tham gia, tự nhiên tham gia thôi, không có ý gì hết. Ủa mà em biết là em thừa cân không Cái vậy? dạ biết. Trước em mập từ nhỏ cho nên là em rất là nhiều cái phương pháp giảm cân rồi nhưng mà không có hiệu quả. Thì lần này em vô thử coi anh Tuấn chia sẻ cái phương pháp gì. À, em từ Thì nhập khi mà em vô, dạ đúng rồi, những cái phương pháp mà anh Tuấn nói là trước đó em đã nghe rồi, em đã học biết từ trước, là trước khi em vô là em có ăn thô. fast Thì em có học về mấy cái fasting. Dạ đúng rồi, cho nên là em hiểu về cái đó, nói là em thấy thích liền, em thấy hợp với em liền, cho nên là em thực hiện. Nhưng mà giảm giảm xuống nhanh quá, đồng hồ két một em xuống 9,6 kg là nhanh, cái xong rồi em tham gia đồng hồ lên các lại. bạn hả? Dạ đồng hồ két này là thứ 4 rồi đó. Ủa vậy em tổng giảm luôn là nhiêu? Em giảm xong rồi em lên lại á, Mình mới em giảm xong rồi cái lên 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 như lúc đầu luôn. không có theo chương trình nè, có cái menu ăn không có theo. Nhưng mà em tham gia đồng hồ các một rồi sao nữa? Rồi đồng hồ các ba bốn Dạ năm. rồi em lên.
Em tham gia số 3, đồng hồ kép 3. Rồi sao nữa? Xong rồi đem ra đồng hồ kép 7. Rồi là em xuống đúng rồi. Bây giờ em đang tham gia đồng hồ kép 8 để em giữ cái cân lại, để em kiềm hãm em lại, Em để rất không có là lên nữa. thành cái con người mới đi. Tuy nhiên Dạ. chiều nay ai về coi được đẩy cái con 137 nha. Rồi xong rồi đánh ngược lại 731 rồi 317 rồi 713. Coi được á thì nếu mà được á thì báo cho tôi chia tiền cho tôi nha. 137 đúng không? 137 rồi. Bạn đánh được xuống xuống cái con đó luôn giùm nha. Bao luôn, bao nguyên lô luôn nha. Cho chắc ăn. Đánh đánh hai đài luôn, hôm nay mà hai đài đánh luôn hai đài. Trời ơi 137 đi ba cái đồng hồ cát. Bây giờ là đẹp rồi. Giữ nó đúng thôi. Em phải có cái Dạ. năng kết nối bên trong mình đó. Em phải tập ra được cái cảm giác đó. Thì anh hy vọng cái đồng hồ cát 8 sẽ giúp em. Em có cái lời khuyên gì cho những bạn mà đang chưa hiểu về cái cách hay là có những cái cân thừa đó mà muốn giảm, em có cái lời khuyên gì cho các bạn không? Dạ thì em cũng chỉ giống như mọi người thôi, em cũng có kiến thức giống y chang như mọi người, nhưng mà được cái là em bị thất bại nhiều lần. Em cũng đã thử rất là nhiều phương pháp rồi, nhưng mà em cảm thấy cái phương pháp này là tốt nhất, tại vì nó làm cho em cảm thấy khỏe lên, mà da dẻ của em, nhiều người khác nhìn vô người ta nói là căng bóng luôn, và em không hề mệt. Theo cảm nhận của em là không hề mệt như những gì mà mọi người lo lắng. Đúng. Và cái mà em bị ảnh hưởng nhất đó là gia đình của em, và không có ủng hộ, là lúc nào cũng chửi em bị khùng hết, và giống như là không nói là em phải né gia đình em một thời gian để mà em giảm cân. Tội nghiệp chưa? Gia đình nó bảo Rồi đóng là nó tội nghiệp chưa? ý giờ cái nói em làm mấy cái này là giống như bị khùng rồi, còn nghe tùm lum tùm bậy. Giờ gặp em xuống cơn gặp em thì cái nói là giảm rồi, con gái giờ không có ngực gì, không có mông gì hết, nhìn cái mặt như hớp vô như ba cây, là em bị tác động rất là nhiều những cái đó. Trời ơi mặt vậy kêu nhưng giống nhưng mà em thì em nghe theo bản thân của em á, là em cảm giác là em thích cái trạng thái mà nó cái đúng bụng rỗng, giống như là nhẹ người, nó làm cho em khỏe hơn. rồi. Trời ơi gia đình đúng thật, nhiều gia đình bởi người ta khổ một cái ấy. Những người đó đã quen với cái hình ảnh của em á, họ đúc lại là cái hình như vậy đó mới là em, cái identity họ nhận về em, cho nên sự thay đổi của em họ không chấp nhận, họ không theo kịp đó. Các bạn nhìn kỹ Dạ. lại về cái cần cổ nè, cái vóc dáng của một người con gái nè, từ cái bờ vai tới cái cần cổ tới cái gương mặt tới cái độ tươi của gương mặt tới cái độ tươi của đôi mắt, và nhìn nguyên cái cổ con gái nhìn như vậy nó mới đẹp, còn bên đây là thừa cân rõ ràng, thậm chí còn còn nói là không có ngực nữa, bên đây nhìn mới là đẹp, eo nhìn kìa. Nhìn như vậy mà gia đình kêu là giống ma cây. 200 bạn ở trong phòng Zoom này gõ xuống giùm Phương coi cái gương mặt của Trúc nhìn như thế nào. Các bạn gõ xuống coi, những bạn lần đầu tiên thấy hình của Trúc nè, các bạn Ơi gõ hay giáp mà giùm Phương nha. cái gì tôi không hiểu được, gia đình thiệt khổ. Thật ra gia đình em không phải là không thích em đẹp mà Dạ mà rất là kẹt với cái hình ảnh của em trong đầu á, và họ không thích sự thay đổi. Cái đó bản chất của con người chúng ta rất dạ sợ, đúng cho nên dạ họ nói mày như cũ cứ dạ quay về. đúng rồi. Tại vì á em mập từ hồi nhỏ, mà cái hình này là trước đó em đã mập, có lần em lên tới 72 kg, nhưng mà với gia đình em thì cái đó là bình thường, cái đó là đẹp, mập mới đẹp vậy đó, và nói vậy mới khỏe. Đúng đã rồi. đã từng em lên tới 72 Đúng rồi. Tuy nhiên như thế này là thường như thế này nè, với những bạn mà gia đình mà cực đoan như vậy á thì thường á sau một thời gian đủ lâu mà họ đã giảm á thì người ta lại quen với cái hình ảnh đó, và thường á là cái sự thay đổi của mình á người ta sẽ bị ảnh hưởng tương ứng, thì thường á là cho những cái tình huống cực đoan như em á là không có nhiều, tức là gia đình nó hơi cực đoan, sau khoảng nửa năm 1 năm 3 tháng gì đó khi mà người ta quen với cái con người mới á, người ta nhìn cái đó quen thời gian thì người ta lại nhìn thấy là cái đó là vừa, tại vì người ta được gặp đi mỗi ngày, người ta nhìn 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 riết cái thành mặc định, và nó thường là như vậy. Tuy nhiên gia đình em thì không may,
là không có nhìn ra được cái sự tốt đẹp đó. Cho nên nhưng mà em thì em hiểu cái điều đó cho em, cho nên chúc mừng em là vượt qua được cả những cái thử thách trong cuộc sống á. Chúc mừng Dạ, em. với lại em cũng bị nhiều nhiều cái triệu chứng lắm, rất rất là nhiều luôn. Em bị nổi một lẹo mà một tuần mà em nổi tới 3 lần luôn. Rồi nói chung là ngứa ngáy, rồi cái mặt em lúc thời điểm đó một tuần lễ em lên mụn quá trời luôn. Rồi cái mặt em tối sầm lại, hai con mắt em nó hốc hác tại vì em bị khó ngủ nữa. Rồi em bị đau bao tử, là bị đau bao tử từ nhỏ. Nói chung là cũng vất vả. Rồi bây giờ cái bao tử làm sao rồi? Em vừa nói hồi nhỏ em bị đau bao tử hả? Dạ đúng rồi, em bị lâu rồi, em còn đi phải nội soi hàng hàng 6 tháng một lần đó. Bây giờ sao rồi? Bây giờ khỏe re mà em không có bị một cái gì đau luôn. Hồi xưa là em ăn miếng chua, miếng miếng thơm hay là em ăn miếng ớt là em bị nóng, bị đau. Nhưng mà bây giờ em ăn lại á, em ăn gì cũng được, không có bị vấn đề gì hết luôn. Mà khi mà em nhịn đói em cũng không bị gì luôn. Có vẻ như hồi xưa em bị loét bao tử đúng không? Dạ đúng rồi, bị loét, bị viêm loét bao tử. pH không? Có bị con gì HP hả? Cái Dạ con đúng rồi, HP bị phải phải tiêm. Rồi, có bạn nào vẽ vô trong ở đây không? Có tắt tắt dùm cái chị Phương tìm em cái chức năng vẽ có ai vẽ nguyên cái đường đỏ vô. Dạ, hồi xưa em còn uống thuốc giảm cân rất là nhiều loại nữa. Mình thì bình thường không có nói những cái phương pháp của người khác, mình không có muốn nói các bạn có những cách, nhưng mà cái thuốc giảm cân có thể nói là tới bây giờ chưa có khoa học, chưa có cái thuốc nào là thực sự mà đúng nghĩa là giảm cân, cho toàn là những cái cách mà nó làm hư cái cơ thể mà. Tức là không được kết quả mà hư cơ thể. Thứ hai là được cái giảm cân nhưng mà lại là giảm từ mất nước, tức là nó làm giảm theo kiểu suy nhược. Dạ đúng rồi. Cho nên là anh rất là khuyến khích các bạn không có làm nó đó. Nó nguy hiểm á, nó thực sự là có cái nguy hiểm. Ok, em có cái gì muốn chia sẻ với những bạn đi sau với cái trải nghiệm của em là bị gia đình chống luôn không? Nói chung là trong cái quá trình giảm cân á, mình nên lắng nghe cái cơ thể của mình. Tại vì em không có theo một cái lịch trình gì hết. Ví dụ như em mới vô là em lên 3 3 5 ngày liên tiếp luôn, nhưng mà khi mà em thấy mệt, sau đó em thấy mệt, em tính là 7 ngày lận nhưng mà em thấy mệt, em thấy em muốn ăn rồi thì em ăn một chút. Cái vấn đề mà làm cho em bị tăng cân lên và làm cho em không có ý chí nữa là em ăn quá nhiều sau cái lên ba, làm cho giống như em mệt hơn, rồi em cảm giác thèm hơn. Em lên hai em thấy nó không phù hợp, tại vì khi mà em ăn, lỡ ăn một miếng gì đó là cái em muốn ăn hoài hoài hoài. Nên là mấy bạn phải cảm nhận cái cơ thể mình như thế nào, muốn như thế nào, rồi thoải mái hay không, nhưng mà cũng phải biết kiềm chế bản thân mình lại. Tại vì sau khi kiềm chế qua được cái cơn đó thì em nhìn đồ ăn, em ăn rất là, em cảm thấy rất là ngán, và em ăn cho khỏe để em đi làm á, thì em ăn rất là chậm, nhai rất là kỹ, như kiểu nhơi 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 như vậy. Nó cũng tốt cho cái bao tử, thì mình ăn chậm nhai kỹ. Còn hồi xưa lại mang em rất là nhanh, em ăn chắc 5 phút là em xong tô cơm. Wow, theo em tả đúng là có dấu hiệu của đau bao tử. Anh thấy em là tốt rồi, chúc em thật sự lành hẳn luôn. Còn về vóc dáng thì chắc mọi người ở đây xác nhận và chính em cũng biết, cho nên là không có lo. Mặc dù gia đình em đúng là thiếu cái sự ủng hộ, nhưng mà em biết cho em đó là điều tốt nhất. Và mọi người ở đây cũng thấy rõ ràng, và anh thì khỏi nói rồi, trong cái nghề này đây, cái tủ của anh nhìn như thế nào đẹp là đẹp. Chúc mừng em, anh chúc mừng em chút. Dạ em cảm ơn anh Tuấn. Em thích anh Tuấn lâu lắm rồi đó. Em thích anh Tuấn từ lúc mà em học lớp 11 luôn. Anh sẽ tức là em và anh em mình sẽ đi chung trên một cái chặng đường dài. Được, Dạ em cảm ơn anh. Rất là ok. vui đến nói chuyện với Ở đây hy vọng là gặp em ở trong các chương trình, hay là đâu đó mấy cái chương trình, hay trong livestream, hay trong đây ha. Ok Trúc nha, Rút chúng ta cũng là một rất là đóng góp cho chương trình á, bạn cũng xung phong làm tổ trưởng luôn, làm tổ trưởng rất là xuất sắc. Mình thấy anh Tùng Phương có xin chia sẻ. Anh Tùng Phương là một người mà theo cũng nhiều cái chương trình của mình, và anh cũng tham gia từ hồi.
Xin Chào chào anh Phương ơi. Tuấn. À, À chào. chào Phương và các bạn. Bữa nay mình cũng không có chuẩn bị mà tình cờ hồi chiều thấy anh Tuấn nói là tối nay có Mấy bạn. nói với các á, nên thành ra mình cũng cũng nóng lòng để gặp các bạn. Mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Tùng Phương. Năm nay 52 tuổi, cũng từng tham gia là một fan của anh Tuấn năm 2018 tới nay. Mình tham gia đồng hồ cát một. Mình chỉ có tham gia một lần đồng hồ cát thôi, nhưng mình vẫn theo dõi. Mình giảm cân được 7 kg. Nhưng mà cái số lượng mình giảm thì từ cái đồng hồ cát một đến bây giờ là gần 1 năm rồi, nhưng mình vẫn giữ y vậy, mình không có tăng. Vẫn giữ số y vậy luôn. Và sức khỏe rất là tốt luôn. Nãy giờ nghe các bạn chia sẻ, mình nghe mình cũng nóng lòng, bởi vì cũng giống như mình luôn á. Tất cả những cái bệnh, nhất là bao tử với là viêm đại tràng, là mình tự nhiên mất tiêu luôn. Trước đó mình cũng còn đang ngờ vực, mình cũng không biết là cái tham gia cái đồng hồ cát này có kết quả như thế nào. Và mình cũng có một người bạn giới thiệu là kiểu anh cứ tham gia đi, anh cũng dư thừa cân nhiều lắm. Nhưng mà mình đã từng giảm cân nhiều lần mà giảm không được, chỉ xuống 1 kg rồi cứ lên trở lại, xuống 1 kg lên trở lại. Còn khi mình tham gia đồng hồ cát một thì 45 ngày là chưa, không phải như những khóa sau thì 30 ngày, thì mình có cơ hội giảm nhiều hơn các bạn. Mới vô khoảng tuần đầu thì mình đi phát lan lan hai, mình đi lan hai liên tục. Nhưng mà mình 4 ngày đầu là làm như mình mỡ, cái lượng mỡ trong cơ thể mình lúc đó nhiều quá, nó tuột lẹ lắm. Mình đứng thứ tư luôn á, được xếp thứ tư trong khoảng cái tuần lễ đầu á, mình tuột một cái rột luôn, tuột xuống lúc đó là được, tuần lễ đầu là mình xuống được 3 kg, mình nhớ không nhầm là xuống liền một cái 3 kg. À, cũng có đôi lời nói lời với các bạn là khi mình đã giảm cân đó là nó hết những cái bệnh mà mình không thể tưởng tưởng tượng được, và mình uống rất là nhiều thuốc mà không trị được, như là cái bệnh trào ngược đó, đến bây giờ mình vẫn còn để một cái hũ bột nghệ, bột tinh nghệ nha, mình mua ở Việt Nam mà nhờ ta đi Thái Lan ta mua cho mình luôn á. Mình uống xuống một hơn phân nửa rồi, đến giờ mình vẫn còn làm kỷ niệm, mình để hoài mình nhìn luôn. Mình uống một cao gì luôn mà không có ăn thua gì luôn, nó vẫn y vậy. Và cái bệnh viêm đại tràng mình cũng hết luôn, mình không hay luôn. Và thêm một cái nữa là mình nhiều bệnh lắm, mình không biết thế nào mà nó cái cân nặng mà nó dư thừa, nó làm cho mình thứ nhiều thứ bệnh quá. Mình có một cái chứng bệnh cũng không trị được luôn, là bệnh giãn cơ xương sống á. Tất nhiên là cái cơ xương khớp mình, cái xương sống mình nó cứ hay bị nhức á, khi mình làm nặng á, mình đi bơi lội, mình đạp xe, mình làm các kiểu rồi nó cũng nó giảm phần nào thôi, chứ tái lại rồi cái cơ thể mình nó nhẹ lại á, các bạn cái, tự nhiên nó mắc cái bệnh đó luôn, mắc mình không hay luôn. Mấy cái tháng đầu á, cái tháng đầu mà mình trong 45 ngày á, mấy người gia đình mình thì tưởng đâu mình nghe lời ai á, là theo cái môn phái nào đó, môn phái nào, để con người ốm lại gầy gò cứ điện thoại hỏi mình, tại vì mình cũng độc thân á, mình sống cũng có ít người trong nhà của mình là nhiều. Rồi cứ hỏi có đói không, đem bánh vô cho ăn, có cần mua mì không, mua mì vô, rồi các kiểu mua nước ngọt, mua bánh rồi nè cho mình, nhưng mà mình đâu có ăn đâu. Rồi tới gần tới ba ngày thứ 16, 17 là mình bắt đầu mình đi phát lên lên ba luôn, mình đi lên ba liên tục. Alo, Rồi, vậy anh cứ nói mọi người đang nghe. mình đi lên ba liên tục, nhưng mà mình sáng là thì sớm 4:30 là nhịn đói nha, nhịn đói 9 ngày liên tục, mà mình chạy mỗi một ngày mình chạy 5 cây số. Nó đốt mỡ, nó tan mỡ. Cái đó về mặt phía bên ngoài cơ thể, cũng như bên trong mình, nó làm lúc đó mình thiền á, mình thiền, mình thiết kế mình thành một con người mới. Mình sẽ phát họa mình một cái con người, nó cái hình thể như thế nào, nó đẹp như thế nào, và nó cơ bắp như thế nào, và nó không có bụng.
mình thiết kế con người mình như vậy thì theo mình đó, thì bên trong mình cảm thấy khi mình thiền mình thiết kế rồi mình làm đúng y như cái lời mình đã kiến thiết luôn. Anh có thể có các bạn mà chưa biết cái chương trình đó, họ có thể có những cái tò mò hay lo lắng. Anh có lời nào muốn cho họ hiểu hơn chút, cho họ có cái niềm tin hơn không? Mong rằng các bạn cũng phải có cái niềm tin, mình làm cái gì mình cũng phải đặt cái niềm tin và mình đặt cái sự suy nghĩ chỗ nào thì kết quả nó sẽ có ngay chỗ đó, mình tập trung chỗ nào thì kết quả nó sẽ có, nó sẽ y như mình mong muốn. Qua những cái tài kết hợp thiền của anh Tuấn á, rồi mình cảm thấy nó kết quả nó tốt. Các bạn cứ kết hợp với thiền đi, mình thiết kế mình một con người mới thì con người mình nó sẽ như vậy, cũng như mình tới bây giờ là mình không có quay lại con người cũ nữa, tất cả về bên trong và bên ngoài, về hình thức luôn. Ok, chúc mừng anh. Bây giờ là cách càng càng 1 năm rồi thì những người mà người ta quay đó lại, người ta gặp mình lúc đó người ta nói mình sao có bị bệnh hay có gì không, mà ốm quá, bây giờ người ta lại khen mình sao da đẹp hơn, mà cái tướng mình khỏe hơn, mà mình chơi thể thao mình có thể là mình đương đầu với những người nhỏ hơn mình khoảng 10 mấy tuổi mình vẫn chơi được. Wow. Cái sức Đúng. của mình nó, những cái Wow. bạn mà nhỏ hơn con giáp là chưa chắc làm lại mình luôn. Cái đó em hiểu, ở trong thể thao em hiểu. Tại vì khi mà mình ở cái tuổi anh em mình hàng năm á, mà chơi thể thao mà gặp mấy đứa hàng ba là mình thấy sự khác biệt lớn đó nha. Nhưng mà nếu mà mình khỏe đó là mình thấy là tụi nó cũng xích dính với Dính mình á. Nó ông này ông già mà sao ông không ra ông lẹ dữ vậy? Ê, mày tao á. đừng như vậy. Em hiểu cái anh nói, em hiểu cái anh nói. Tại vì có những bạn ở cái tuổi cũng tương đương anh em mình á, hàng năm mươi mấy chơi á, thì mình thấy rằng họ chậm hơn hẳn luôn. Cái sức của họ đúng là khác, mình có tập luyện nó có khác hơn những người đó thiệt. Những người năm mấy tuổi là không 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 Ủa, không không cửa đèo à. Rồi chúc mừng anh Tùng Vương với những cái kết quả của anh. Dạ rồi, cảm ơn anh Tấn nha, cảm ơn chị Phương đã tổ chức chương trình cho mình. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ chúng ta chắc lẽ đi tới phần đặt câu hỏi. À, hình như có chị Bích Ngọc hình như vẫn còn giơ tay. Chị Bích Ngọc hình như chỉ vào lại rồi đó. Chị Ngọc ơi, em mở cho chị cái chị mở camera với hình với micro được rồi. Không biết bây giờ cái âm thanh cho chị tốt hơn chưa? Dạ tốt hơn rồi. Ồ đúng rồi, tốt rồi đó. Âm thanh em bây giờ tốt hơn. Dạ đúng rồi, tốt rồi. Rồi chị có thể quay lại hồi nãy cho mọi người chọn tôi hù à. Rồi ok, Dạ để cái có. camera chị, tại vì nó quay á, nhìn người ta chóng mặt á, Dạ. nhìn người ta giảm cân á, cho nên là chị làm vậy cái nó ra rõ. Tôi vô vô plan bao bây giờ mà cho tôi tập. Rồi chị có cái lời nào muốn chia sẻ hay là muốn nói với các bạn mà mới tham gia chương trình không, với cái thành tích của Dạ chị và có kinh nghiệm? hả? Dạ, Mời chị. các bạn ơi, đúng là chương trình Đồng Cát của anh Tuấn là một cái chương trình tuyệt tuyệt diệu tuyệt vời. Trước đây là mình còn biết các bạn cứ cứ làm theo anh Tuấn là ok rồi, tuyệt vời lắm các bạn. Em chỉ có một điều muốn nói, tuyệt vời tuyệt vời tuyệt tuyệt diệu thôi, không biết nói gì hơn. Được giảm được ký cái khỏe người mà đẹp ra, cho nên vô cứ nói tuyệt vời thôi. Mấy người ở ngoài ta nghe mà nói tuyệt vời sao tôi biết được cái gì. Nói đùa vậy thôi, cái tác dụng nó tốt cho chị rồi. Nếu mà đó thì nếu mà chị còn lời nào thì có thể nói cho họ lúc này cũng được. Cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn chị Phương, cảm ơn cái chương trình đã cho em một cái con người mới và một con người tràn đầy năng lượng và minh mẫn và được đẹp, được hạnh phúc hơn. Và tất cả là trên cả thực vật. Để tôi tiêu hết, không còn lại lời nào để Rồi, nói. cảm ơn chị. Anh thấy chị hồi nãy phát biểu chưa hết mà con giơ tay đó, cho nên là mở Dạ. mic. Dạ. Em muốn nói nhạc những cái lời tặng trái tim em đến chương trình mình. Dễ thương hết. Chị rất Đúng là chân tình, thiệt thà. rồi. Ừ, bị rất nãy ra cái chạy ra đổi lại điện thoại nó vô nói cảm ơn thương ghê. Dễ thương. Ok, bây giờ Tôi sẽ đi tới phần đặt câu bây hỏi giờ có đi.
Cho Tuấn cho mấy phút nữa đi, tại vì bạn dịp võ ở Mỹ ấy, mà bạn cũng nỗ lực bạn vào kịp rồi, chắc Ồ. là cho bạn. Rồi thấy Diệp Võ vừa mới thấy giơ tay lên luôn nè. Diệp ơi em phải tự mở mic, tự mở camera luôn nha. Ok Diệp em. Diệp có làm một cái video á Tuấn. À đúng rồi, video cho bà con coi. Hello anh Tuấn, hello mọi người. Để anh bật cái video. Diệp tức là Mimi á hả? Đúng rồi, Mi đi vợ. võ. À rồi ok, để bật bật cái video cho mọi người coi trước cái nha. Anh cũng chưa coi nữa, tức là anh thấy trên đây nhưng mà tại vì sáng ra mở mắt ra là vô chương trình liền luôn cho nên anh chưa có dịp coi nữa. Anh lốt xuống rồi. Em ở đây cũng vậy. Ở Đó. đây nó đổi giờ nên bữa nay Đúng thức lộn giờ. rồi. Tốt. Rồi ok, chúng ta coi bạn Mimi Võ hay là Diệp Võ nha, có đồng hồ các bạn. Rồi, tổng giảm của em là bao nhiêu ký? 7 ký mấy hả? Dạ 11 ký, 11 ký mấy đó anh. Ồ, anh coi số anh thấy nó, hình như em chơi luôn 30 ngày luôn hay sao vậy? Dạ đúng rồi. Rồi, cái video thảo nào tôi thấy cứ nó nhích lần mấy trăm gram mà lộn tới lộn lui là ủa sao tôi chưa thấy tới đoạn ok. Em có thể chia sẻ cho mọi người biết vì lý do gì mà em biết tới chương trình và tham gia chương trình không? Ôi trời ơi. Nói là ngay là biết anh Tuấn thì đã lâu rồi, giờ là chuyên gia tình cảm mà đã lâu rồi. Còn biết cái đến Đồng Hồ Cát là anh đăng từ hồi lúc bài 1, đăng Đồng Hồ Cát 1. Nhưng mà lúc đó là không tin.
Tại mày nói là anh Tuấn đây là chuyên gia tình cảm chứ không phải là chuyên gia về dinh dưỡng, mà cũng không phải là thể thao nữa, nhìn Tuấn không be quá mà nên không tin là không đi Có được cái giảng nghe. theo. Cái sau đó là em thấy anh đăng bài của chị Thanh Trà, em nói what, hai ba mươi mấy ký, oh wow ngoạn mục vậy. Em nói ok 18 đồng nên thử thử, thế là em thử đồng hồ các thứ bảy này. 18 đồng đó là tiền tiền đô các bạn nha, tại vì nó là 399k đó, thì ở bên Mỹ gọi 18 đồng là lệ phí tham. Dạ Rồi em dạ thật thế là em làm. dạ thế là em tham gia thì cái ngày đầu tiên vô học. Anh để đây để tập xương. Ủa Nhưng mà tiếp tục nói đi, anh nghe. dạ cái đầu em vô thì cái ngày đầu tiên em ơi, khi em đăng ký xong á thì là em tự vẽ ra một bức tranh của đồng hồ cát, là wow chắc tập thể dục dữ dằn lắm, chắc là ăn thức ăn thô dữ lắm, chắc là cực hình dữ lắm đây, em vẽ ra trong đầu như vậy. Nhưng mà khi vô cái ngày mà học đầu tiên lý thuyết á thì bất ngờ, mọi thứ đều là do mình hết. Dạ mình chọn là mình ăn như thế nào, mình ăn như sao đó là đều do mình hết, còn thể dục thì quá là nhẹ Thế nhàng. nào Không được có những bạn đạt giải chứ không phải để giảm cân. dạ nhưng mà anh biết không, ở đồng hồ cát một có một cái sức mạnh rất là lớn luôn mà giúp cho em giảm được mười mấy ký trong vòng 30 ngày, đó là đội viên, tổ viên và cái chương trình của giống như là cái cấu hình kết cấu của đồng hồ cát, nó giúp cho em có động lực thi đua nên em cứ thi đua mỗi ngày, em bong là thức dậy sớm để mà nhảy lên cái cân để mà cân cân mình giảm được bao nhiêu. Và nói chung là em muốn giảm cân 2 năm nay rồi nhưng mà em giảm không được, tại vì mình cứ ở nhà có bé nhỏ đó, mình làm đồ ăn cho con đó, thế mình ăn đồ ăn thừa của mấy đứa con cứ vậy mà cứ lên cân hoài. Thế là sau khi mà em tham gia đồng hồ cát xong em có động lực thi đua, nhìn đoạn số cân của mấy bạn xong cái làm cho mình có động lực, lấy đồ 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 ăn thừa của con là em không có ăn nữa và em không có ăn đường nữa, không có ăn bánh ngọt nữa, cái điều đó là quan trọng nữa. Quan trọng, rất Dạ quan. rất là quan trọng. Anh có biết không, mà trước khi là em thi đua đồng hồ cát là cái gót chân của em nó bị đau, Bị gao tốt. bị đau ngay gót chân, mà ngay cái vùng gót này không có đau mà đau ngay chỗ cái đường mà đi xuống ngay cái gót. Em không hiểu nguyên nhân là cái gì mà bị đau, mỗi lần mà em đứng hoài thì ok, mà miễn em nằm hoặc em ngồi đó, là em bước chân xuống là em bị đau lắm, em đi không nổi, bị thốn. Nhưng mà sau khi tham gia xong thì hết luôn, khỏe luôn, dạ em mừng hết biết luôn. Chúc mừng em, anh cũng không biết nó bị cái gì, tại vì đã tả gì có bố bảo, nhưng mà hay nó tốt, khá là tốt và nó có Dạ nhiều em nghĩ, dạ em nghĩ chắc là do em kiêng đường. giảm đường đó. Đúng rồi, đường nó làm cho khớp xương hư các bạn nha. Đường là cái Dạ cách làm hư khớp xương nhanh nhất, tại vì cái uric acid mà nó tạo ra, đặc biệt đường fructose, thì cái đó là cái trong phần kiến thức dinh dưỡng mới mới có thể đưa nổi đây, chúng ta không đưa nổi. Nhưng mà em có thể cho mọi người biết em có gặp khó khăn gì trong cái 30 ngày đó không? dạ nói nào ngay là mình cũng thèm ăn đó anh, cũng mình đang ăn mà bây giờ mình kiêng ăn mình cũng thèm ăn á, nhưng mà mình phải biết cắt cơn lại, phải biết kiêng cự lại đó, tại vì mình muốn đẹp mà, quyết tâm là Tết năm nay em phải mặc áo dài. Đúng rồi, Dạ phụ nữ mà áo dài mặc rất là đẹp. Đương nhiên là phải cái áo dài rất là kén body nha. Cái áo dài đẹp á, thì nó sẽ thấy được rất đẹp, còn cái áo dài mà chỉ cần phô một chút thôi là nó lộ cái phô ra, không khó giấu lắm. Áo dài Việt Nam ở đó kén người quá. Em có lời gì muốn nhắn nhủ? Anh thấy có một số bạn người cho em hỏi có phải mua sản phẩm không, nó hiện lên trên màn hình anh đây nè. Rồi hỏi là gan em thì em sợ bị gan, rồi em sợ bao tử, cái gì mà đủ thứ sợ hết. Rồi có hỏi cái bà này là chắc cái bà mà nhắn tin trong một trong những cái bà mà nhắn tin vô đây bắt mua gì không, vô đây phải mua gì không, em nói cho họ biết.
Dạ thì lúc đầu em đăng ký đồng hồ cát thì em cũng thấy là anh nói là không cần mua sản phẩm gì hết, giảm cân gì hết. Em nói wow, ngoạn mục vậy, trong vòng mấy tháng mà giảm ba mấy ký ngoạn mục vậy. Thì đó lúc mà em đăng ký vô là em tin tưởng là anh không có bán sản phẩm. Dạ rồi đi theo cái lan ba thì giống như mọi người nói là nhịn đói là sẽ bị đau dạ dày gì, nhưng mà em thử nghiệm cơ thể của em thì em không thấy. Dạ em thử nghiệm cơ thể em cũng không thấy. Nói chung là các bạn phải lắng nghe cái cơ thể của mình, và điều quan trọng nhất là các bạn phải uống đủ nước. Để uống đủ nước thì mới trao đổi chất trong cơ thể mình, nó mới xảy ra nhiều thì nó mới đào thải mỡ nhiều. Đó là kinh nghiệm của em á, em thấy qua cơ thể của em. Ok. Anh cảm ơn Mimi dịp đã dành thời gian vào đây các bạn. Anh chúc em tiếp tục trên cái lộ trình đó ha, đi tiếp và hẹn gặp Dạ. em ở cái có được bút kem mà đúng không? Có đi bút kem không? Dạ chắc đi quá, thấy anh thấy anh hào hùng quá vậy em phải đi cố gắng nói với gia đình cho em đi. Rồi, vậy thì hẹn gặp em trong bút kem. Anh cảm Dạ ơn cảm ơn Mimi. đồng hồ cát nhiều, cảm ơn anh với chị Phương với tổ trưởng của em với mấy bạn đồng hành trong group. Dạ Chúc ok mừng bye. em nha. Chị tin chắc là thế nào em cũng về đích. Ok, chị Phương, về chúng ta tới phần đặt câu hỏi đi. Tại một số bạn cũng vô đây ngóng ngóng coi, đã có người vẫn hỏi là ai mua sản phẩm gì, có nhà sản không có cái đồ bán, chứ muốn mua thì cũng bán, giờ tôi không biết bán cái gì đây Nãy giờ mấy bạn cứ hỏi hoài là mua sản phẩm không, với lại em không hiểu làm cách nào mà có thể giảm cân được. nữa. Ok, chắc có lẽ chúng ta sẽ cho một số những cái câu trả lời theo cái hướng để các bạn nó đỡ tò mò. À, chắc Tuấn cũng nên cái nói cái đại hình cho mấy bạn đỡ hình dung được, chứ thôi cứ hỏi vòng vòng vậy hoài. Cái phương pháp mà chúng ta dùng giảm cân ở đây là có thể cái phương pháp mà đại đa số các bạn chưa từng nghe qua, tức là chưa chạm tới. Một số nhỏ thì có thể đã từng nghe qua sơ sơ nhưng mà không hiểu nó là gì. Giả sử như một số bạn có thể nghe về giảm cân gián đoạn nhưng mà các bạn không chưa thực sự hiểu được giảm cân gián đoạn là gì và cái tác dụng nó như thế nào. Chương trình này không phải là giảm cân gián đoạn mà còn ghê hơn giảm cân gián đoạn nữa. Tuy nhiên để có thể giảm cho một người giảm cân mà nó khỏe nhất, tức là cái cách này không phải chỉ để giảm cân là phụ mà là cơ thể lành là chính. Chính vì vậy cho nên bạn thấy có rất là nhiều người từ tiểu đường, thấp khớp, bị gout, bao tử, rồi đau cái gì lung tung các kiểu. Thậm chí phục hồi những cái về đường ruột hay là đại tràng này nọ. Thực ra nó rất là đơn giản là vì khi mà các bạn ăn uống đúng cách hay là cho cơ thể nó được tự chữa lành đó, thì lúc đó những cái microbiome, thì cái này là phần kiến thức nha, mình chỉ đưa gọn gọn thôi, ở trong nguyên cái đường ruột của bạn hay là cái bao tử của bạn, nó có điều kiện để nó tái phục hồi những cái tế bào đó. Cho nên theo những cái suy nghĩ thông thường mà không dựa trên kiến thức mà tự nghĩ ra và nghĩ là mình đúng luôn á, giả sử là bao tử không có gì vô nó sẽ bị hư, nó cái đó là cái suy nghĩ tự nghĩ, chưa có một cái khoa học nào nói cái điều đó trơn, tự nghĩ ra. Ok, chưa có một cái chứng cứ khoa học nào hết. Trong cái chứng cứ khoa học thì ngược lại rất nhiều, là nếu như không bỏ đồ ăn vào bao tử thì bao tử nó sẽ lành, cái đó thì lại là có chứng cứ, thì lại không 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 biết, tự nhiên ngồi nghĩ ra không có bao không đồ bao tử nó hư. Thậm chí nghe mấy ông PT trainer nào ở đâu tào lao nói không có gì bao tử bị loét đâu ra vậy. Chính vì vậy cho nên là khi mà bạn thực hiện theo cái phương pháp đó thì nguyên cái hệ microbiome, tức là hệ những con vi sinh vật mà nó bắt đầu từ ngay cái đoạn đầu của đường ruột của bạn, ở cái đoạn gọi là duodenum, tức là từ cái bao tử xuống 8 mét, 7 mét ruột non cho tới 1 mét rưỡi ruột già, nó được tái phục hồi. Và ở đó có nhiều thứ lắm, như là cái thành ruột của các bạn, nó gọi là leaky gut, là những cái điều kiện mà ở đó nó bị hư. Leak có nghĩa là bị lủng đó. Thì chữ lủng này không phải theo cái nghĩa đen, theo cái kiểu như có cái lỗ, mà cái chữ lủng nó có nghĩa rằng chính vì vậy cho nên những cái dinh dưỡng mà chưa sẵn sàng để được hấp thụ, tức là nó còn thô. Thứ hai là chính những cái con microbiome đó. Thứ ba là những cái, nó không phải lợi khuẩn mà là những con hại khuẩn, nó lọt vào trong đường ruột gọi là leak ấy, bị lủng ấy. Và khi nó vào trong máu, nó lọt qua đường ruột, nó phải vào máu thì đó đường duy nhất. Khi nó vào trong máu thì nó kích hoạt, tại vì trong máu các kháng thể hiểu lầm đó là vi trùng.
cho dù là dinh dưỡng nhưng mà dinh dưỡng chưa sẵn sàng để được hấp thụ, bởi vì mới gọi là lũng. Và nó tạo ra một cái hệ thống, nó chống nguyên một cái dạng đường ruột như vậy, và nguyên cái hệ thống miễn nhiễm của bạn bị kích hoạt sai lầm, và ở đó nó tấn công những cái con lợi khuẩn, hại khuẩn hay là dinh dưỡng dưới dạng chưa sẵn sàng để được hấp thụ, và nó tạo ra cái trạng thái gọi là bị sưng, gọi là inflammation. Và ở đó nhiêu đó không á, là nó đủ đủ làm hư những cái cơ quan nội tạng rồi. Chúng ta chưa nói tới ăn thừa đường hay là những cái ăn sai cách hay là ăn thừa, nó tạo ra những cái trạng thái như là cao huyết áp hay là bị những cái bệnh về tiêu hóa hay là những trạng thái rối loạn về tiêu hóa, rồi dẫn tới tiểu đường, kháng insulin, nghẽn vỡ thành mạch, bị phù chân, mù mắt, nhức đầu, chóng mặt, và dẫn tới những cái bệnh khác như là bệnh gout. Bạn ăn đường nhiều quá, uric acid nó được tạo ra trong quá trình chuyển hóa cái đường fructose đó, đặc biệt đường fructose và đường glucose, nó được tạo ra qua quá trình chuyển hóa năng lượng. Và cái uric acid đó thì nó sẽ ép cái thận làm việc, mà ép thận làm việc qua nhiều năm, tại vì chúng ta ăn những cái đó mấy chục năm trời, thận sẽ bị suy, bị yếu đi. Chính như vậy thận nó yếu đi rất là nhiều, sạn thận xảy ra, và cái uric acid đó nó sẽ thừa, tại không thể nào lọc hết. Chính vì vậy nó làm cho những cái khớp xương của các bạn bị đau, tại vì uric acid chính là cái lý do lớn nhất, chứ không phải ăn đạm nha, mà là do ăn đường tạo ra cái gọi là bệnh gout hay bệnh gút, tạo ra những cái gọi là viêm khớp hay thấp khớp. Chưa đâu, nó còn làm hư cái độ cân bằng về về mineral, tức là những cái khoáng trong cơ thể bạn. Nó làm cho những cái khoáng của bạn, tại vì thận trong quá trình lọc cái uric acid, nó buộc phải mất đi oxy và nó mất đi những cái chất khoáng khác để cân bằng, để bỏ đi cái uric acid ra ngoài. Rồi nó làm cho bạn thở nhanh hơn. Lý do là vì bạn thiếu cái oxy đó, bạn phải thở nhanh hơn. Rồi khi bạn thở nhanh hơn, bạn lại đảo cái độ pH ở trong máu. Và lúc đó là cả một cái thứ nó loạn lên, giống như một cái mạng nhện, là bạn giật lung tung thì nó sẽ hư lung tung chứ nó không hư chỗ. Cho nên chính cái ăn uống sai đó, nó dẫn tới cơ thể bị bệnh. Thế thì cái nguyên tắc mà autophagy giúp bạn chữa được những cái thứ đó, và mình không nói theo cách của y khoa, nó chỉ đơn giản như nè, thay vì mình nắm cái mạng nhện mày giật nó rung, nó lung lung tung, nó hư, thôi bây giờ mày đừng có lắc nữa, mày để nó yên đi, để cho cơ thể của mày nó tự phục hồi nó lại. Và cơ thể của bạn nó biết cách tự phục hồi, cho nên ngay từ cái giây đầu tiên hay là cái tiếng phút đồng hồ đầu tiên hay tiếng đồng hồ đầu tiên bạn thực hiện theo cái nội dung của chương trình, là thực hiện cái autophagy đó, là cái cơ thể của bạn bắt đầu nó quay lại cái trạng thái trước khi nó bị hư. Bởi vì cho nên nó gọi là reset, chứ không phải là chữa bệnh. Nó còn ghê hơn chữa bệnh, nó quay về cái trạng thái lúc chưa bệnh, chứ không phải là bệnh hư rồi tôi đắp, tôi vá vô cái lỗ lủng cái chỗ này, tôi đắp tôi vá vô cái lỗ này, hay là bị khoét cái này tôi lấy đồ tôi trám vô. Nó làm theo cái kiểu quay ngược về trạng thái trước khi bị. Hiển nhiên nó không thể chữa 100% cho các bạn, nhưng mà nó giúp bạn rất nhiều về cái nền tảng của cơ thể. Chính vì vậy cho nên rất là nhiều bạn, có những người bị bệnh nặng luôn á, mà có những bác sĩ biết về fasting. Có một cái chị nào đó quên ở Hoa Kỳ, chị nói chị tham gia fasting, gặp đúng ngay cái ông bác sĩ của chị cũng là dân hiểu về fast. Ông nói ok, tôi bỏ thuốc tiểu đường, tôi giảm thuốc tiểu đường, tôi bỏ thuốc tiểu đường, tôi bỏ những cái thuốc này cho bà, huyết áp này là tôi giảm, đóng thuốc, bà tham gia đi. Và tại vì may cho cái chị đó là cái ông bác sĩ của chị biết về fasting, tại vì nhiều bác sĩ không có biết, thậm chí người ta không tin, mà người ta chẳng muốn tin luôn. Tại vì tin làm gì, bệnh nhân của mình chữa là mình mới có tiền, chứ bây giờ mình bệnh nhân người ta tự người ta làm, lấy gì tôi có khách hàng. Nhưng mà chị đó là một trong những cái ví dụ hiếm hoi là gặp đúng ngay những người bác sĩ có kiến thức đó. Ổng hạ hết thuốc tiểu đường xuống cho chị đó để tham gia. Và sau đó chị giảm, tôi nói sau này là hết thuốc luôn rồi, bỏ thuốc luôn, tức là hết tiểu đường. Tại vì bạn ăn uống đúng cách thì tiểu tiểu đường gây ra bởi ăn uống chứ không phải bởi bệnh. Nó là trạng thái từ ăn uống sai mà bị. Bây giờ về ăn uống đúng, giảm cân lại, những cái tế bào mỡ nó giảm đi, glucagon tăng lên, insulin nó trở nên nhạy cảm hơn là tốt nha. Những cái receptor của insulin nó nhạy cảm hơn, và đó là cái quá trình phục hồi lại từ tiểu đường loại hai đó. Rồi tuyến tụy nó được phục hồi lại, tại vì nó không bị, nó không bắt bị ép làm việc, rồi máu nó giảm, những cái thành mạch đó nó đàn hồi tốt hơn, những cái đường trong máu nó giảm đi, nó đỡ làm nghẹt những cái thành mạch, chân đỡ phù đi, mắt đỡ phải bị mù, nó bắt đầu nó phục hồi lại, nó thông suốt lại. Chính có những cái ví dụ ở trong đồng hồ cát rất là hay, mà không phải là ai cũng có thể để phỏng vấn. Trong 2.000 mấy người làm sao phỏng vấn hết được, chỉ có một số bạn như một chương trình như vậy phỏng vấn được 2-3 người vậy thôi. Cho nên từ đầu đầu đồng hồ cát tới giờ, các buổi họp cho tới khai mạc, tức là buổi khai giảng cái buổi bế mạc, thì được khoảng chừng độ mười mấy cộng cho khoảng chừng
chắc khoảng chừng 40 buổi tới giờ, tất cả toàn buổi về phỏng vấn được khoảng 12 người, buổi hôm nay là nhiều á. Và phỏng vấn hôm nay chỉ phỏng vấn về cái động lực, về cái khó khăn của họ thôi, không phỏng vấn những người bị bệnh. Mấy mốt bữa nào đó mình có một cái đợt mình gom hết những người mà bệnh tật này lo, mình làm một buổi 3 tiếng riêng cho cái phần đó thôi. Và chúng ta có cái gì chúng ta cứ nói thật ra, tại chương trình cũng không biết trước bạn được được cái gì, bạn bị cái gì. Và chương trình đưa ra cái rất là thực tế cho các bạn. Đó là cái từ các bạn đưa ra chứ không phải chương trình đưa ra. Tất cả những người mà lên chia sẻ với các bạn là những người thật, và họ nói ra tất cả những cái khó khăn này nọ, và mình cũng chẳng ngại giấu, tại vì mình có mất gì đâu phải giấu. Ồ bạn bị vậy thì bạn đưa ra để người ta sau người ta biết, người ta né và điều chỉnh. Cho nên tất cả những cái mà các bạn đang nghe ở đây đều là những cái nó chính là các bạn. Cho nên những bạn bây giờ nghi ngờ tham gia sau này sao lại được cái kết quả thì lại quay lại chia sẻ cho người đi sau. Cho nên những cái mà các bạn nó đang đưa chia sẻ cho các bạn là những cái rất là thật. Và cái cách giảm cân mình nói lại một cách đơn giản hơn, là đây là một cái quá trình gọi là autophagy, mà từ thời ngàn xưa đã có nhưng ngày hôm nay thất truyền. Thất truyền là vì nó là một cái phương pháp mà y khoa không quan tâm, không muốn người khác biết, không cản, nhưng mà không có gì để nói, tại vì ở đó không có chuyện cho y khoa làm. Bạn hiểu không? Tức là ở đó y khoa nói tôi đâu có gì làm trong đây đâu, bây giờ tự nhiên tôi promote lên làm gì? Thứ hai là tụi tôi cũng đâu nghiên cứu cái này đâu, biết để mà promote, để mà khuyến khích mọi người. Cho nên y khoa không dính tới đây. Okay. Y khoa không chống như y khoa không biết thì là không quan tâm. Nếu như về y khoa bạn bệnh, bạn hỏi thì bác sĩ cho nói là bệnh thì đi bác sĩ chữa. Còn tất cả những cái không liên quan tới chữa bệnh tôi không biết, tôi không chỉ cho bà được. Đó là lý do tại sao các bạn không biết. Chính vì vậy cho nên là đối với rất nhiều bạn đây là mới. Và mới thì các bạn sẽ hiểu về nó như thế nào? Bạn sẽ hiểu bằng cách những cái các bạn đã biết cũ. À, đi bác sĩ tập, đi tập gym nè, bác sĩ không nói bệnh bao bao tử thì à, ăn nhiều vô. Ủa, tôi ăn nhiều từ nhỏ lớn rồi, nếu mà hết thì nó hết, thì tại sao là ủa nếu mà ăn nhiều vô hết thì từ nào thì tôi ăn từ nhỏ lớn mà sao giờ không hết, sao vô lý vậy, hiểu không? Rồi bắt từ các bạn biết qua những cái như là đi gym PT nói là đó, như bạn hồi nãy vừa phát biểu đó, bạn Mimi đó, là em nghĩ là phải tập luyện đồ ghê gớm nó mới giảm. No, mình tuyên bố các bạn cái này nhớ rõ nha, tập luyện không liên quan tới giảm cân bao nhiêu hết trơn. Có thể nói là 50% giảm cân, 99% là do ăn uống, có thể nói chính xác là 100% luôn. Giảm cân không liên quan nhiều tới tập gym, giảm cân không liên quan nhiều tới những thứ đó, giảm cân 99% là do ăn uống. Cho nên cái phương pháp mà chúng ta dùng ở đây nó mới cho các bạn là vì các bạn hoàn toàn không biết cái phương pháp đó. Rồi về học phí, chương trình chỉ có đóng có một lần là 399.000. Ở đó chúng ta có một chút xíu để đắp vô những cái giải, bạn thấy 4 5 cái giải miễn phí. Ở đó chúng ta có cái Zoom cho mọi người, ở đó chúng ta có những người trợ lý giúp các bạn sắp xếp đăng ký cho mã số, đưa mật khẩu và đưa các bạn vào Zalo. Những người đó người ta cần cái chi phí để gọi là lương đó. Rồi chúng ta có code của chương trình, dành thời gian vào mỗi tuần hàng ngày thu tất cả những hình đó lại, nắn lại thành. Chúng ta có những cái chi phí đó, bạn tưởng tượng cái học phí đó thực ra là nó giúp ngược lại các bạn thôi, để lo những cái chi phí đó. Rồi cái gì nữa, bạn có cần phải tập gym không? Bạn không cần tập cái gì trong chương trình này để giảm cân. Tuy nhiên nếu bạn muốn đạt được những cái giải thưởng mà chương trình có đặt ra, có tính động lực, nói động lực chứ cũng trị giá giải thưởng cũng tính tới tính lui cũng 5 60 triệu, 60 triệu một giải, bốn cái bút kem đó là bốn mấy, 40 triệu, bốn mấy triệu rồi. Rồi đó, voucher hai mấy người, mỗi người cái 2 triệu, 40 triệu nữa. Tức là những cái giải thưởng đó nó để cho các bạn có động lực. Cho nên là nói về lệ phí tham gia chương trình 399.000 và chỉ có vậy thôi. Ok, mình nói để các bạn biết không? Là những người tổ trưởng của các bạn họ cũng đóng 399.000 như các bạn. Ok, đối với những người mà tham gia mà hiểu về mấy cái người mà những cái chương trình giảm cân khác, họ nói 399.000 là cho không. Chứ còn gì nữa, chứ trong đó các bạn thấy cái chi phí dành cho các bạn, cái người trợ lý giúp các bạn đăng ký, họ cũng phải có lương và tất cả mọi thứ. Thì bạn thấy ủa đúng là cho không thiệt chứ còn gì nữa. Nhưng mà nếu cho không bạn sẽ không tin. Cho không thì bạn cũng sẽ không có động lực. Cho nên chương trình được thiết kế với cái phương pháp tối ưu cho các bạn. Và cái cách để các bạn có động lực nhất, hai cái đó là hai cái bạn cần. Thứ nhất là cái phương pháp tốt nhất và thứ hai là cách làm tốt nhất. Ráp lại. Chính vì vậy cho nên chương trình đạt được cái kết quả mà nó khủng khiếp như vậy. Mà nhiều người không tin. Không tin là tại vì không thấy cái chương trình nào mà làm ghê. Có người nói anh Tuấn nhìn anh đâu đâu con, không giống PT trainer, anh cũng chẳng phải là bác sĩ, sao anh biết được về giảm cân? Ê đừng giỡn nha, đừng giỡn nha. Kiến thức lợi hại lắm nha các bạn. Cái chương trình nó thành công không phải là do mình không giống PT trainer. Mặc dù có cái tạ để đây à. Tưởng gì nhỏ xíu à. Đấy, ủa
phải đô con rồi mới dạy về giảm cân được chứ, nó đâu liên quan gì đâu. Cái cách thiết kế ra một cái chương trình và cái kiến thức, cái cách đưa cho các bạn, nó là cái phần trách nhiệm của mình, giúp cho các bạn có được cái động lực, một cái thiết kế tối ưu nhất cho các bạn. Và cái thiết kế nó không tới từ cơ bắp mình có bao nhiêu. Nói về giữ cân thì mình có phải là người giữ cân rất là tốt, hơi bị tốt. Tuy nhiên, cho nên một số bạn vẫn nhìn và nói là nhìn cái ông tướng ông này chắc chắc nói chuyện giảm cân chắc không không được. Không sao. Nhưng mà cái các bạn nhận được ở trong chương trình không phải là mình hay là cái vóc dáng của mình, mà là cái thứ nhất là cái kiến thức như mình nói các bạn, nó rất là quan trọng, cái cách tốt nhất mà mình đưa cho các bạn một cái cách hiệu quả nhất, và thứ hai là cái phương pháp mà chương trình tạo cho bạn động lực, bạn có cái sản phẩm tốt nhất cộng với cái cách tốt nhất ráp lại, cho nên đồng hồ cát được cái sự thành công đó. Mình hy vọng là cái câu trả lời đó cho những bạn mà mới vô đây tò mò thắc mắc của cái cách gọi là autophagy, tức là tự thực bào. Bạn vẫn có thể chạy ra ngoài tự tìm hiểu cái đó đi, quá trình tự thực bào. Tuy nhiên mình nói rồi nha, ở trong chương trình này cái đặc biệt của chương trình này khác với những cái mà các bạn có thể thực hiện đang gián đoạn ở đâu đó. Thứ nhất là bạn hiểu được cái chất cốt lõi về kiến thức của cái nhịn ăn gián đoạn, hay là cái autophagy, hay là cái tự thực bào, hay là nhịn ăn không gián đoạn. Ok, đến từ cái phần bạn hiểu về cái kiến thức dinh dưỡng nền tảng, thì lúc đó cái phương pháp đó bạn mới thấy là nó có giá trị, bạn mới thấy được là nó về sức khỏe. Và thứ hai là có thể những chương trình khác không làm được, có thể thì họ vẫn có thể làm được, là cái động lực, cái cách làm ở đây, cái năng lượng, cái energy của tổng thể các bạn chứ không phải đến từ mình đâu. Tổng thể của bạn bây giờ bạn thấy không, bạn nghe lập tên của những người tổ trưởng, hay là bác sĩ Phượng, hay là bạn Quỳnh Trang, hay là tên của những người tổ trưởng được cảm ơn tưng bừng ở trong chương trình, nó đã ra một cái tập thể mà trong đó có tướng, có tá, có người đi trước, có leader, có những người đã qua rồi, chứ đâu phải vô một mình hay là cái cách chia tổ ai sẽ chia được. Ở đây chị Hồng Phương là một người cũng giảm 8 kg và là người làm lúc chưa có chương trình, chị là cái người mà là một dược sĩ và chị đã giảm 8 kg, và lúc mà chị giảm cân á, ông chồng cũng sợ, rồi chính chị cũng sợ, bà xách cái đôi giày bà ra ngoài bà chạy bộ, bà nói đi không biết có về được không, bà kể tức là tôi có chết không, tức là cái cảm giác của các bạn á, chị đã qua rồi. Cho nên chính vì vậy mình muốn nói các bạn là tổng thể cái cách thiết kế, cái cách làm cho các bạn, nó không phải từ một người hay là cái format, mà là những con người, những cái niềm tin ở trong những con người đó cộng dồn lại nó mới ra được cái chương trình này. Và cái đó có thể nói 99% từ các bạn chứ không phải từng. Cho nên nếu như các bạn hỏi đồng hồ cát làm sao giảm cân được, đó là câu trả lời cho các bạn. Kiến thức và cái cách làm đó ráp lại, hai cái tốt nhất. Rồi chúc mừng tất cả các bạn nào mà đạt được kết quả hay đã hiểu được cái phương pháp. Chị Phương ơi, nếu vậy mình dành thêm khoảng chắc chừng một ít thời gian trả lời những cái câu hỏi lắc nhắc cho các bạn để rõ hơn nữa. Có một câu là bạn đó, bạn có tìm hiểu thì 1 tháng chỉ nên được giảm 2 kg thôi, như vậy thì mới đúng theo khoa học nhất. Còn cái này giảm nhiều như vậy thì có ảnh hưởng về sức khỏe về lâu dài hay không? Nếu mà đã nói đúng theo khoa học nhất thì bạn phải đưa được cái dẫn chứng về khoa học. Còn nếu như bạn nói nghe người này nói, nghe ông bác sĩ kia nói, nó chưa là khoa học. Ok, khoa học là phải có đo lường thử nghiệm lâm sàng trước sau, phải có đủ cái đó thì nó mới gọi là có tính khoa học. Còn nếu như ông bác sĩ nói đâu có nghĩa khoa học đâu, ông bác sĩ đó cũng có thể như bạn thôi, thậm chí về dinh dưỡng. Nếu như mà hỏi bác sĩ nha, ông phải chuyên gia về dinh dưỡng không, bạn có thấy bạn hỏi câu đó, ông sẽ nói là không, tại vì ông không phải, ông đâu phải chuyên gia dinh dưỡng. Dinh dưỡng là những ông như Robert Lustig chẳng hạn, hay là Dr. Professor Peter Attia chẳng hạn, hay Dr. Professor Big Bielman, đó là những người mình học đó, những cái ông mà trùm trên thế giới á, chuyên gia dinh dưỡng mà có nghiên cứu. Bạn muốn hỏi ổng cái gì ổng đều đưa ra cái nghiên cứu đó cho các bạn. Còn cái các bạn nghe gọi là khoa học chưa chắc là khoa học. 1 tháng mà giảm 2 kg là coi như không có gì xảy ra. Bạn có biết là bạn có thể mỗi lần bạn đi tiểu á, là khoảng 500 gram. Bạn thật sự mắc tiểu, bạn tiểu 1 lần khoảng 500 gram. Bạn đói bụng, bạn ăn vô 1 lần có thể 2 kg. 1 tháng nói 2 kg là vô lý luôn đó. Tại vì một bữa ăn có thể là 2 kg rồi, chứ đừng nói 1 tháng. Cho nên mình nói đó là cái dung sai của một người á, chưa nói là lên hay là xuống. Ở trong chương trình này, những người giảm nhiều là những người giảm mười mấy ký trong 30 ngày, và đó là tốt. Thì cái đó là khoa học, cái đó là khoa học chứng minh. Autophagy thì đã được chứng minh, bạn có thể lên mạng bạn gõ, bạn có thể tìm hiểu rất là nhiều. Ok, khoa học đã có chứng minh, bạn có thể tự tìm ra luôn.
Bạn vô bạn gõ chữ autophagy, okay, hay là fasting, thì bạn sẽ tìm được về nguồn của những cái nghiên cứu đó. Hai Nói về giảm 2 ký, 3 ký, chị nhớ cái hồi chị bắt đầu giảm cân á, cái chị giảm được 2 ký, chị mừng quá, chị khoe với Tuấn, cái Tuấn cũng động viên chị, nhưng mà cứ có cuộc Tuấn nói với chị một câu là chị tiếp tục đi, nhưng mà giảm 2 ký là chưa phải là giảm cân nha chị. nín thở là đã nửa ký rồi. Sáng bạn đi ngủ nha, trước khi bạn đi ngủ sáng ra bạn thức dậy bạn giảm vài trăm gram, chẳng cần làm gì, chẳng cần đi tiểu luôn. Nội trong người bạn á, mất cái nước và cái energy nó được đốt ra dưới dạng mồ hôi đổ ra và CO2 thở ra, bao nhiêu đó không đã giảm mấy trăm gram rồi. Các bạn thử, ông tin các bạn thử đi, trước khi bạn đi ngủ bạn cân, sáng thức dậy bạn cân, bạn thấy giảm 100-200 gram. Nếu như các bạn hiểu được cái chuyển hóa năng lượng là gì á, bạn thấy cái đó là logic luôn. Cho nên là một tháng mà 2 ký thì chưa có là giảm cân. Quá ít để gọi là giảm cân. That's nothing. Đó mới là chất thải thôi mấy bạn ơi. Các bạn hỏi viết như thế nào, mình sẽ viết lên cho các bạn đây nha. Đọc sao viết vậy? Autophagy. Tiếng Việt chúng ta đọc trại trại đùa đùa là autophagy. Có bạn này không phải là hỏi, nhưng mà có cái comment, nhưng mà chị muốn đọc cho các bạn nghe. Là lần đầu tiên trong cuộc đời em giảm cân mà chỉ tốn mỗi nước lọc. Giờ giảm cân ở đồng hồ cát chỉ có lời thôi các bạn ơi. Cảm ơn anh Tuấn thật là nhiều. Bạn nào đó thấy đó là cái lời nó đầy trong đồng hồ cát. Chúc mừng em. Tốn nước lọc. Chị cho nói. Em hỏi là phụ nữ đang cho con bú thì có tham gia đồng hồ cát được không? Không nên, chứ không phải không được, không nên. Tại vì mình không muốn ảnh hưởng tới cái dinh dưỡng. Các bạn biết khi các bạn, nếu các bạn dùng plan 3, các bạn sẽ thấy là các bạn chắc chắn sẽ không có nạp thêm những cái gọi là chất khoáng và vitamin cho người bạn được. Bạn không nạp được. Và lúc đó trong sữa mẹ nó vẫn sẽ có nha. Tại vì cơ thể bạn vẫn sẽ rất là ưu tiên cho sinh tồn. Sau đó tới cái đứa con nó vẫn sẽ có, nhưng mà nó sẽ giảm xuống. Và mình nghĩ rằng nó không nên. Chưa nên. Đang cho con bú đừng làm gì hết. Cung cấp đủ dinh dưỡng cho mình. Rồi sau khi con bú xong hãy làm cái điều chỉnh mình lại qua cái autophagy đó, là cái phương pháp fasting đó ha. Cũng là một câu hỏi mà chị nghĩ là đây là những bạn mà chưa có vào chương trình đồng hồ cát á. Bạn hỏi là giảm cân làm sao mà không ảnh hưởng tới gan thận. Thì nó hình sẽ... như bạn nghĩ là giảm cân là ảnh hưởng tới gan thận. Nó sẽ ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng tốt. Nó làm cho tất cả các cơ quan nội tạng của bạn tốt hơn. Nhiều lắm luôn á. Nó có hai cách nghĩ đơn giản để cho bạn muốn nghĩ cách nào cũng được. Thứ nhất á, là các cơ quan nội tạng của bạn phải làm việc mỗi ngày đúng không? Và làm việc có nghĩa là nó không có điều kiện để phục hồi. Tức là điều kiện phục hồi nó ít. Và nếu như mà nó bị yếu đi thì có nghĩa rằng cái điều kiện phục hồi đã chậm hơn cái điều kiện mà nó phải làm. Thế thì khi bạn vào cái dùng cái phương pháp autophagy hay là fasting đó, bạn cho nó có thêm điều kiện phục hồi. Đó là cái cách giải thích thứ nhất mà đơn giản bạn có thể nghĩ. Nó giống như là một người làm việc quá, người kiệt quệ mệt. Bạn nói với ông nghỉ ngày đi. Thì cái đó là phục hồi chứ tại sao lại nghĩ là bắt làm thêm, cho nghỉ ngơi là làm hư. Đó là một cái cách nghĩ sai lầm mà rất nhiều người bị nha. Cho nên nếu như mình cho nó điều kiện nghỉ ngơi thì nó là tốt. Thì các bạn lại nghĩ là bây giờ fasting không cho nó làm việc, cho nó nghỉ ngơi là hại nó. Ủa đâu ra cái cách nghĩ đó vậy? Bây giờ còn cái cách nghĩ khoa học hơn nè. Nếu như bạn thực hiện cái autophagy mà như bây giờ không giải thích được, tại vì cái đó là 1 tiếng rưỡi đồng hồ qua giảng trong lớp á. Khi bạn thực hiện cái autophagy, bạn kích hoạt tất cả các tuyến nội tiết trong cơ thể bạn theo một cái cơ chế gọi là cơ chế sinh tồn. Và ở cơ chế sinh tồn đó, nó sẽ bắt đầu dùng những cái phương pháp làm sạch cơ thể, tại vì nó cần những cái năng lượng để bắt đầu vào cái trạng thái là đốt bỏ những thứ thừa, lấy những thứ hư ra sửa lại để xài. Tại vì bây giờ là thiếu năng lượng cho nên cần phải làm cái thao tác đó. Và cái quá trình đó là cái quá trình mà nó làm sạch cơ thể, tế bào ung thư, những cái tế bào hư, những cái mitochondria, tức là ti lập thể bị hư, tất cả những cái microbiome bị hư, những cái protein xấu ở trong tế bào, nó bắt đầu nó được lấy ra và nó được bung ra, nó gọi là cái quá trình breakdown lại thành amino acid để dùng lại. Rồi những cái trong ruột thì microbiome được chỉnh lại. Rồi những cái stem cell, tức là tế bào gốc trong người bạn được kích hoạt. Tại vì bây giờ là tới lúc phải dùng. Rồi những cái mỡ thừa của bạn bây giờ nó nói là hey, từ nào giờ tích mỡ như 30 kg, tới lúc lấy ra xài rồi. Cho nên những bạn nào nói em sợ rồi có gì em chết đó,
Bạn làm sao chết được khi mà bạn còn 10 kg thừa, 20 kg thừa, 30 kg thừa trên người? Nó chỉ là bụng cảm giác đói, là vì cái ghrelin là một cái hormone báo đói, nó báo lên thôi, nhưng mà nó chỉ báo có vài ngày à. Thì chính cái quá trình đó là quá trình gọi là thanh lọc, đúng nghĩa của thanh lọc, và làm sạch cơ thể từ trong cái gen luôn chứ không phải tế bào. Tức là không phải là nó làm tốt cho cái cơ quan không, không phải làm tốt cho cái mô trên cơ quan không, không phải là nó làm tốt cho cái tế bào trong cái mô, trong một cái cơ quan như trái tim, gan, mà nó vô trong tế bào nó làm tốt cái nuclear hơn, nó làm cho nhiều mitochondria khỏe hơn, nó tăng lượng mitochondria luôn, nó vô tới cái DNA luôn, và nó chỉnh cái gọi là epigenetic, tức là gene expression đó, tiếng Việt gọi là biểu hiện gen. Cái biểu hiện gen là một cái khoa học mà cái nó sâu hơn, đòi hỏi các bạn phải có cái kiến thức đó thì mới mới nhận ra. Nhưng mà nó vô tới cái phần mà nhỏ hơn tế bào rất nhiều, nó làm tốt từ trong đó ra luôn đó, và nó thay đổi cả một cái gọi là cách chuyển hóa năng lượng trong cơ thể của bạn. Nếu như mitochondria của bạn được được điều chỉnh, được tái điều chỉnh, được tăng về số lượng, tăng về chất lượng, thì chính cái quá trình chuyển hóa năng lượng nó sẽ khác, và cái đó nó tạo ra cả một cái con người về dinh dưỡng khác luôn. Và từ đó chính như vậy cho nên từng tế bào của bạn tốt hơn theo đúng cái cách của tế bào đó. Giả sử não bạn, tức là tế bào neuron, nó sẽ được tạo ra bởi thêm stem cell, nó gọi là neurogenesis, tức là tạo ra neuron mới, và rất là tốt nha. Mitochondria trong từng cái neuron, tức là tế bào thần kinh đó, nó khỏe hơn. Cho nên bạn thấy không, những bạn nào mà dùng cái phương pháp này cảm giác nó minh mẫn luôn, thấy người mình nó trong suốt đúng không? Mà để các bạn nói không có cảm giác uể oải, thích cái cảm giác mà bụng nhẹ đó, nó chính là cái cảm giác minh mẫn trong suốt lạc quan ở đây. Bạn cảm giác rất là năng lượng. Còn da mặt của bạn, tại sao nhiều người nói đẹp hơn, là vì ở trong ngay cái da của bạn ngày xưa, những cái tế bào mà bị hư á, cái quá trình tự thực bào, autophagy, tự thực, nó lấy cái đó nó ăn, tức là nó tiêu đi, nó đốt, nó lấy chuyển hóa thành năng lượng nó xài. Điều đó có nghĩa rằng những cái tế bào còn lại á, nó sẽ khỏe hơn. Những cái mitochondria trong từng tế bào da của bạn sẽ tăng lên. Từng tế bào nó tăng lên có nghĩa là gì? À, từng cái mitochondria tăng lên, như là giả sử như một tế bào da bạn có phải 70.000 cái mitochondria, trong đó 30.000 bị hư, thì cái quá trình đó nó làm mất cái 30.000 đó đi, nó chuyển thành năng lượng nó xài. Rồi cái cơ chế tạo ra mitochondria mới, nó tạo thành 90.000, 100.000 cho bạn trong cái tế bào đó. Và điều đó có nghĩa là nhiều mitochondria hơn, và chất lượng của mitochondria cũng tốt hơn. Và chính vì vậy cho nên là cái protein nó sản xuất trong cái tế bào đó sẽ tốt hơn. Và protein trong tế bào da nó là elastin và collagen đó. Và chính vì vậy cho nên da bạn đẹp hơn. Cho nên rất là nhiều bạn, cái lúc mà bạn giảm cân thì có thể có những cái, một số bạn nhỏ nhỏ bị mụn hay là bị những cái nổi mẩn đó, nó là do cái quá trình làm sạch đó đó. Nhưng mà nó hết nhanh, nó mà tự nó hết, thì sau đó bạn thấy da của bạn nó đẹp hơn. Đại đa số không có bị cái đó, nhưng mà cho những bạn nào bị thì bạn thấy tại sao da nhìn đẹp hơn và căng hơn, mặc dù mọi người là cứ nghĩ là ô đứa này da nó trùng. Nó bạn biết là bây giờ giả sử là cái mặt bạn, giờ bạn thêm 30 kg nha, thì cái mặt bạn nó vậy nè, nó từ vậy đúng không Thanh, vậy nè, cái da bạn đâu thêm diện tích bao nhiêu đâu, không tới được 1%. Tức là mọi người cứ nghĩ là nó phải phồng ra và nó giảm lại là nó lật nhiều lắm sẽ trùng xuống. No, nó chỉ tí xíu à. Cái bong bóng của bạn giả sử như 20 lít, bạn thổi vô hơi nhỏ xíu, bạn thấy cái diện tích căn phòng lên không bao nhiêu cả. Cho nên khi nó xẹp lại chút xíu da cũng vậy, nhưng mà quan trọng hơn á, là da bạn căng hơn, nó đẹp hơn nhiều. Chỉ người nào mà giảm 3, 4, 5, 60 kg á, mấy người đó mới có thể bị, tại vì nó quá nhiều da, nó không, nó thực sự là nhiều quá thì có, nhưng mà cái cỡ mà 20 kg đổ xuống không có gì để phải nói hết trơn á, không có thấy gì hết trơn á. Thì đó là cái trả lời đơn giản thôi cho các bạn nào ngoài mà giống như vẫn chưa có cái kiến thức đó. Cho nên cái đó là cái mình có thể đưa cho các bạn trong vòng khoảng 5-10 phút. Gan thận bạn sẽ tốt hơn, ruột bạn sẽ tốt hơn, tim bạn sẽ tốt hơn, thành mạch bạn sẽ tốt hơn, tụy bạn sẽ tốt hơn, tất cả lục phủ ngũ tạng của bạn đều tốt hơn nha. Có một bạn chắc là đã vào đồng hồ cắt 8 rồi, bạn hỏi là bạn bị thiếu máu nhẹ thì bạn có phát plan 3 được không? Anh khuyến khích em đi plan 1 trước rồi quan sát và lên plan 2 và lên plan 3. Ba anh theo anh đoán vẫn được, nhưng mà anh khuyến khích em đi từ từ. Thiếu máu nó có nghĩa rằng ở trong cái bone marrow là tủy xương á, nó không sản xuất đủ hồng cầu. Và cái đó nó có thể nhiều lý do lắm. Nó có thể là thiếu những cái chất khoáng cần thiết, nó có thể do em thở sai cách, thở quá nhanh,
nó có thể là do bị gen, và gen vẫn có thể, cái phần gọi là biểu hiện gen nó vẫn có thể thay đổi nha. Gen không thay đổi nhưng biểu hiện gen có thể thay đổi để nó sản xuất thêm. Nó có thể do tỷ lệ khoáng không cân, nó có thể do vitamin thiếu hoặc thiếu hay là sai về cái tỷ lệ chênh lệch. Tất cả nó nhiều lý do lắm, nó tạo ra một cái gì đó mà ở đó nó làm cho cái bone marrow của em nó không sản xuất đủ để em bị thiếu máu. Cho nên có thể làm không, anh khuyến khích làm nè, plan 1, sau đó quan sát plan 2, plan 3, và nên đi khám cái hồng cầu đó hay là cái máu đó tốt. Khi mà em thiếu máu chưa chắc đã là thiếu chất sắt đâu, mọi người nói thiếu chưa chắc đâu, nhưng mà khi em thiếu máu thì chắc chắn là thiếu hemoglobin. Tại vì cái máu, cái hồng cầu đó chính là cái hemoglobin, nó là một loại protein đó, một loại đạm. Và cái hemoglobin là cái nó chuyển cái oxy vào trong từng cái tế bào cơ thể của em. Cho nên có một cái phương pháp mà chắc chắn giúp em được mà không cần thuốc này, là phương pháp thở. Khi em tập thở đúng cách thì là em đang ra lệnh cho bone marrow tăng cái hemoglobin cho tôi, tăng cái lượng hồng cầu lên, và cơ thể em nó có cái cơ chế đó, và đó chính là cái biểu hiện gen đó. Cái thông điệp đó em gửi xuống thì nó sẽ nói là ok, cái cơ thể này cần cần thêm hồng cầu, cần thêm máu, và nó sẽ ưu tiên cho cái phần sản xuất máu đó, và nó có thể nó giúp em. Tuy nhiên cái đó là một cái phương pháp khác, không nằm trong cái autophagy, nó là cái phương pháp thở, và phương pháp đó anh nghĩ nó có thể giúp trực tiếp cái hồng cầu đó của em hay là cái máu. Tuy nhiên anh trong cái phần này á thì anh khuyến khích em plan 1 đi quan sát, plan 2 quan sát có nghĩa là nên đi khám nếu có thể, và plan 3 họ đếm hồng cầu trong cùng một thể tích máu để biết là máu em đủ hay không. Em mình còn cho thêm câu nữa được không Tuấn? Được chị. Cho em hỏi, chồng của em không muốn giảm cân nhưng bạn ấy lại bị mỡ máu, bị men gan cao, axit uric, thì cần fasting trong thời gian bao lâu sẽ có tác dụng cải thiện các chỉ số đấy ạ? Một ngày là nó ra khác rồi, nếu làm đúng. Tuy nhiên bạn ấy không muốn thì làm sao mà làm được. Thứ hai là đó là cái người khác đâu phải là em đâu. Mình hỏi cho người khác vừa giống, những người đó không muốn làm, giờ mình hỏi đây có tác dụng gì người đó. Cho nên thay đổi nó tính theo giờ đồng hồ nhé. Cái autophagy là từng giờ nó khác đi. Tức có những bạn tham gia vô 2 tuần đi khám bác sĩ lại, tức là nghi ngờ, vô khám gan nó giảm mỡ gan hẳn luôn, thậm chí có người hết mỡ gan từ bị trung bình hoặc là nhẹ thành hết luôn sau 2 tuần. Trời, nó nhanh lắm, nó đốt ầm, một ngày chúng ta đốt 1.500 calorie mà. Cho nên là chỉ cần hết cái mỡ gọi là glycogen, cái này là phần kiến thức bạn phải tham gia lớp mới trả lời được. Các bạn cần nhớ bài ngày hôm qua nè, cái glycogen mà hết bắt đầu nó xuống mà gần cạn kiệt là cái cơ thể đã khác rồi. Growth hormone tiết ra, stem cell bắt đầu kích hoạt, những cái nội tiết tố bắt đầu thay đổi rất nhiều. Ở đây có một bạn hỏi là em bị thiếu canxi huyết. Em bị thiếu canxi không phải do em ăn uống thiếu canxi đâu, canxi chúng ta ăn từ thừa tới thừa thôi. Đặc biệt mấy người thiếu canxi thường hay dập thêm canxi lắm. Nhưng mà các bạn thiếu canxi không phải thiếu, không phải vì ăn không đủ canxi đâu, nhiều khi ăn quá thừa canxi. Thứ hai là có thể do cái lượng cân bằng bởi những chất khác. Cơ thể em biết là uống sữa nhiều á là làm cho mất canxi, mặc dù trong sữa nhiều canxi. Anh biết cái này là cái thông thường người ta vẫn nói là thiếu canxi nên uống sữa. Nhưng mà em có biết là uống sữa làm mất canxi. À, còn muốn hiểu được cái đó, nó là cả một cái quá trình phải hiểu á, phải giải thích ra. Cho nên bạn thấy là người thiếu canxi thì đi uống sữa nhiều, tại vì bác sĩ nói trong sữa nhiều canxi, mà tại sao tôi uống sữa hoài để mà bù vô vẫn thiếu? Có phải là, phải chăng là uống sữa không phải là cách để cân bằng, anh dùng chữ cân bằng nha, cân bằng canxi? Tại vì nếu như sữa mà cho em canxi, em uống 1 ly vô là nó khác ngay lập tức rồi. Tại vì lượng canxi chúng ta cần một ngày rất ít, em chỉ cần ăn 100 gram rau thôi là đã đủ rồi. Lượng canxi ăn tính miligram các bạn, mà em uống cả đống sữa như vậy đúng là nó gấp 50 lần, 100 lần cái lượng canxi cần, mà tại sao vẫn thiếu? À, tại vì nó không phải cách. Cho nên người mà thiếu canxi, uống canxi, uống sữa mà vẫn không hết thì nó không phải là tại thiếu, mà là tại cái cơ chế gì đó ở trong thận của em á là chính á, trong máu, trong thận hay là trong các cơ quan như gan á, tức là nó xử lý và nó dùng những cái khoáng đó, đặc biệt là thận á, nó có cái gì đó không ổn. Và em đổ vô nhiều chỉ làm cái thận nó hư thêm thôi. Bởi mới khổ, nó đi bác sĩ là sẽ không bao giờ tìm ra được cái gốc. Họ sẽ chỉ cho em cái cách chữa của y khoa. Cách chữa y khoa không vô gốc được trong những cái tình huống về dinh dưỡng. Y khoa sẽ giúp tốt chỗ này nè, em gãy tay em vô đó, em phẫu thuật tim em vô đó, em bị trầy em bị rách cái gì đó vô đó họ may lại.
Nhưng mà những cái bệnh về ăn uống, về dinh dưỡng, chưa có bệnh nào bác sĩ chữa được. Họ chỉ chữa cái triệu chứng thôi. Cho nên em hỏi ăn theo plan nào? Autophagy chỉ có một cách thôi. Ba cái plan đó em muốn chọn plan nào cũng được. Đây nè nha, thêm một bạn nữa chia sẻ nè, đồng hồ các bạn đồng hồ cát 245. Em vào đồng hồ cát một tháng, em giảm được 7 kg rưỡi, ai gặp cũng khen, ốm mà không bị nhăn da, rất đẹp. Tại vì cái autophagy đó là vậy. Bạn nào mà tập gym á, mà giảm á, thì khả năng bạn bị nhăn da cao hơn nhiều. Tức là bạn do tập gym quyết liệt. Quyết liệt tức là ăn uống không thay đổi gì đáng kể. Bạn theo phương pháp tập gym, bạn giảm tháng đừng ký 2 ký, 3 ký, bạn giảm cả năm. Bạn mà có thể giảm 10 mấy ký. Theo phương pháp tập gym, tức là không đặt tính nặng về ăn uống, mà nặng về tính tập luyện. Bạn vẫn có thể giảm, nó chỉ cực thôi. Nhưng mà lúc đó cái da bạn sẽ không được tốt. Tại vì tập gym á, nó không giúp cho cái tế bào da và sản xuất thêm protein cho tế bào da để cho cái chất của da nó thay đổi. Ngược lại, nếu bạn tập quá nhiều nó có thể làm da nhăn. Bạn cứ coi những người tập tập gym mà nặng đi, mình không nói những người trong gym đâu, mình nói những người mà chơi thể thao nặng á. Bạn coi những ông như là đô địch thế giới ở các dạng mà thể thao đi, cái ông mà đô con nhất thế giới, những người lực sĩ cử tạ to nhất thế giới, những người chạy 3 marathon vô địch thế giới, các bạn cứ coi những cái người đó. Hay là bạn lên YouTube bạn gõ những người đàn ông mạnh nhất thế giới, nó có cái gọi là the world strongest man á. Bạn vô đó bạn coi cái da mặt của những người đó, bạn đoán tuổi đi, xong rồi bạn lên bạn search người này bao nhiêu tuổi, có khi bạn đoán sai 15 tới 20 tuổi. Bạn nhìn người này bạn nói cái ông này chắc phải 45, nó mới 23 24 tuổi thôi. Lý do là vì sao biết không? Là vì cái quá trình mà họ tập gym mà cực đoan á, mình nói là cực đoan nha, tập rất là nặng á, nó làm hư đi những cái, nó làm cho, nói đơn giản là vậy nè, nó stress cái tế bào đó, nó bắt cái tế bào đó thay liên tục rất là nhiều, nó cứ hư rồi phục hồi, hư phục hồi, và nó làm cho nó biểu hiện qua cái telomere. Telomere tức là cái chromosome, tức là cái những cặp nhiễm sắc thể đó, nó cứ phải hư xong rồi lại chép lại cái tế bào mới, hư chép lại, mà mỗi lần nó hư nó chép lại cái tế bào sau nó yếu hơn, nó không được như cái tế bào gốc. Cái quá trình hư rồi sau chép lại quá nhanh và nó là lão hóa. Cho nên những bạn mà cực đoan như vậy á, cái làn da nhìn xấu hơn những bạn mà nó chậm hơn, cái quá trình lão hóa chậm hơn. Cho nên cái phương pháp autophagy này nó không stress cái tế bào theo cái cách là phải bỏ mới thay cũ liên tục, nó là tái tạo lại. Và chính vì vậy cho nên mặc dù cũng giảm cân, nhưng cái phương pháp này là phương pháp đó làm tế bào khỏe hơn, chứ không phải là stress cái tế bào đó, bắt cái tế bào làm việc cực nhọc hơn, nó ngược lại. Cho nên nó ra cái da đẹp hơn những bạn mà đi theo cái phương pháp mà áp lực quá lớn lên cái cơ thể của mình. Hiển nhiên những bạn nào tập nhẹ nhẹ không ăn thua, mình đang nói rõ nha, tại vì một số bạn hiểu lầm là anh Tuấn nói không nên tập gym. No. Mình nói những bạn nào tập cực đoan và bạn biết để giảm 10 kg mà không dùng phương pháp ăn uống mà đặt hết vô trong cái phần tập luyện, bạn biết là bạn biết 10 kg mỡ bạn biết là bao nhiêu calorie không? Mình làm bài toán nha. 1 gram 9 calorie, 1.000 gram 9.000 calorie, 1.000 gram là 1 kg, 10 kg là 90.000 calorie. 90.000 calorie bây giờ như nè, một ngày mà trung bình một bạn nữ cao cỡ 1,5 m tới 1,6 m đốt khoảng 1.200 tới 1.500, tức là bình thường á, cũng tập luyện. Bây giờ 90.000 calorie đó bạn chia đi, nếu như một ngày bạn đốt thêm 200 calorie, có nghĩa là bạn chạy khoảng 3 cây số, 4 cây số, khoảng 3 cây số, khoảng 3 cây số đốt khoảng 200 calorie. Bạn nhân lên đi. 100 calorie đó, 200 calorie đó, bạn đốt chừng nào hết 90.000, bạn cứ chia ra đi. 90.000, 9.900 chia 2, 450 ngày. Mà mình đang nói là tất cả mọi thứ khác bình thường, tức là tập tập gym chạy bộ về không ăn thêm nha. Tức là không được ăn thêm á. Thì bạn sẽ thấy rằng tôi stress những cái tế bào nó quá nhiều. Hiển nhiên trong 400 một tháng, 15, 14 tháng gì đó, 16 tháng đó bạn phải chạy liên tục và không được ăn thêm nha. Nhưng mà khả năng bạn sẽ ăn thêm tại vì bạn tập gym về bạn sẽ đói hơn. Và bạn lại nạp vô. Và như các bạn đã học ngày hôm qua rồi, bạn không có đốt được tí mỡ nào hết trơn á, bạn đốt được thêm 200 calorie đó, nó chỉ đốt cái phần gọi là glycogen thôi, tức là cái kho dự trữ tạm thời thôi, và bạn chưa có đốt hết nó nữa. Nó tới 2-3 ngàn calorie lận. Bạn mới đốt được có 200 mà. Và lúc bạn ăn vô nó đắp vô ngay chỗ đó, mỡ trên người bạn chưa chạm tới. Chính vì vậy có nhiều người tập không bớt được luôn. Cho nên mình vừa mới làm bài toán thôi về mặt cân nặng,
chưa nói về bài toán về mặt thời gian, chưa nói về mặt thời gian. Cho nên cái quá trình chuyển hóa năng lượng mà các bạn không hiểu, bạn sẽ thấy là tại sao mà mình không giảm cân được, và bạn dùng cái phương pháp là ok tôi tập bây giờ tới cái mức mà người nó rạc luôn, thì đúng là bạn vẫn sẽ giảm, nhưng và bạn về bạn sẽ phải chấp nhận là ok tập mà ăn bù lại thì như không, nhưng mà bạn sẽ giảm được cân với cái stress, cái cơ thể nó quá nặng theo kiểu là bắt nó làm việc too hard, cho nên là bạn không có được cái da đẹp. Còn cái bạn nào theo autophagy, tại sao cân giảm mà vẫn đẹp, là vì lý do khác được, cái khác biệt nó khá lớn đó nha, về da đó. Đây là cũng cái câu hỏi mà chị đoán là các bạn không phải là thành viên đồng hồ cát. Các bạn câu tương tự nhau. Có bạn thì hỏi là plan 1, plan 2, plan 3 là gì? Có bạn thì hỏi là anh chị cho em xin cái phương pháp ăn uống của chương trình. Bạn hỏi câu đó chẳng khác nào bạn đăng ký tham gia đó. Tại vì tức là giống như mình ở ngoài muốn biết hết rồi, làm sao mà có thể đưa hết được cho các bạn. Bây giờ vậy nè, nếu như các bạn thật sự quan tâm tới giảm cân, ok, và mình chỉ khuyến khích thôi, mình không có kêu gọi. Tại sao? Thú thật nha, cái này nói nghiêm túc nè, đừng phán xét và đừng giận nha. Bạn nào không quan tâm, mình không muốn các bạn tham gia. Thú thật tại sao biết không? Cái những bạn nó làm năng lượng cái nhóm nó mệt lắm luôn đó. Các bạn có tưởng tượng được cái người mà vô mà có cái năng lượng là tôi vô đây thì tôi nghi ngờ đó. Nó làm cho những người khác cảm giác mệt lắm luôn đó. Mà mình làm trong cái nghề mà giảng dạy về tư duy, truyền động lực, cũng như cái kiến thức để thay đổi phát triển con người, cho nên mình hiểu cái tác dụng đó lắm. Cho nên nếu như bạn vẫn còn nghi ngờ, bạn có thể ra ngoài tìm hiểu, cho tới lúc nào đó giả sử bạn cảm giác tôi muốn thay đổi và tôi chưa biết cách, tôi chỉ biết sơ sơ thôi, nhưng tôi thấy kết quả và tôi muốn vào đó để thực hiện, để giúp cho tôi á, thì lúc đó bạn hãy tham gia. Còn nếu như gọi là trả lời cho bạn tới mức nào em xin cái này em xin cái kia, có cho bạn cũng không có kết quả được. Bạn nên tham gia vào để có động lực. Bây giờ cái đó mình nói thật các bạn, bạn cứ lên trên mạng bạn gõ đi, nhịn ăn gián đoạn cả ngàn người, người ta chỉ cho bạn miễn phí, bạn vẫn có thể dùng phương pháp đó, và mình tin bạn vẫn có thể làm được. Nhưng mà nếu như mà bạn thật sự muốn theo cái mà kiến thức mà theo cái format hay là cái động lực, cái giá trị của chương trình, bạn phải tham gia. Còn trả lời đây cho em cái này cho em cái kia, tới đó thôi chứ cho cũng đâu có tác dụng gì đâu, thì nãy giờ là cho đó. Chắc bây giờ cũng 9:30 rồi, tức mình cũng À, lớn giờ tiếng rồi, nên mình sẽ dừng ở đây ha. Rồi. bạn cũng hỏi là plan 1, plan 2, plan 3 là gì. Cái đó phải vào chương trình mới biết, giải thích ra nó là cả 3 tiếng đồng hồ khai giảng ngày hôm qua đó. Rồi cho nên với những bạn mà còn bên ngoài đang tò mò thắc mắc, mình nghĩ đây là tất cả những cái đã cho các bạn đủ để các bạn ra quyết định. Cho nên mong rằng các bạn không bị hành hạ bởi sự tò mò. Tại vì nếu như các bạn đủ thì các bạn tham gia, còn không đủ thì không, chưa cần tham gia. Còn cái tò mò đó chạy đi hỏi tới hỏi lui, chi cho khổ mình khổ người ta ha. Rồi cảm ơn các bạn đã tham gia cái chương trình này chị Phương ha. Chắc có lẽ chúng ta qua đây. Ơi, một lần nữa chúc mừng đồng